Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 3 của bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại quân nhân rất hay mang tên Ngọn sóng tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi đền thờ, trên đường trở về, trong lòng Bạch Nhược Khi có biết bao nhiêu nghi ngờ muốn hỏi anh, thế nhưng lại không muốn mở miệng, phá hỏng bầu không khí lúc này. Cô cảm thấy kiểu huyền thạc hôm nay cực kỳ, cực kỳ dịu dàng. Anh rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Lúc nhìn thấy cửa vườn phía nam, Bạch Nhược Khi nhịn không được mà dừng lại, cũng rút tay ra khỏi tay anh. kiều huyền thạc xoay người hơi nhăn mày. Sao vậy? Anh ba, vừa rồi anh đã nói gì với chú Lư vậy? kiều huyền thạc hít thở đều đều anh đút một tay vào túi rồi từ từ tiến lại gần nhỏ giọng nói cô cảm thấy chúng ta nửa đêm nửa hôm ở trong đền thờ còn có lý do gì khiến cho người khác có thể tin đây căn bản là không có em không nghĩ ra nếu như có cô cũng không đến nỗi tìm cái lý do nửa đêm đuổi theo chim như vậy kiều huyền thạc hơi cúi đầu giọng nói mang theo chút khàn khàn mê hoặc Tôi nói với ông ta, chúng ta trốn mọi người ra phía sau đền thờ để tìm cảm giác kích thích. Bạch Nhược Hy trong phút chốc ngây ngốc, cả người sợ hãi nhìn Kiều Huyền Thạc. Anh... sao anh lại nói như vậy? Trừ cái lý do này có thể tin, còn có cái khác sao? Kiều Huyền Thạc cười nói, cô nam quả nữ nửa đêm không ngủ chạy ra nơi bí mật này, không phải tìm kích thích. Lẽ nào đi ngắm trăng sao? Hay là đi tìm chim? Anh... anh kiến chú Lư hiểu lầm rồi. Nếu như chú nói với người khác... Cho nên tôi mới nhét tiền cho ông ta Kiều Huyền Thạc tràn đầy tự tin Ông ta đã dám nhận tiền của tôi Ngược lại không đến nỗi Vì chút chuyện nam nữ vụng trộm Mà đắc tội với tôi Ông ta không dám Mạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt tay uất ước nói Chuyện quan trọng là em và anh không có gì Sau này chú nhìn thấy em Thì nhìn em như thế nào đây Nhất định sẽ cảm thấy con người em lẳng lơ dâm đãng Đen lút làm chuyện bậy bạ với anh trai mình Kiều Huyền Thạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô vì uất ức mà đỏ cả lên mới thì thầm nói không phải anh trai mà là chồng bạch nhược khi không còn lời nào để nói kiều huyền thạc nhìn môi cô ngập ngừng muốn nói lại thôi dưới ánh đèn lại càng thêm hồng hào lúc trước chỉ nhẹ nhàng hôn trộm đã nghiện hôn rồi trong lòng chỉ một mực muốn nhiều hơn muốn thân mật với cô lại càng đầy khát vọng kiều huyền thạc nuốt một ngụm nước bọt cật lực đè nén ham muốn trong người giọng nói anh như đã nhìn nhiều năm trở nên khàn khàn không gì sánh được ghi nhớ đi chuyện này không thay đổi được hiện thực mà chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của cô mà thôi bạch nhược hy rất nghiêm túc nhìn ánh mắt thâm thúy mê người của người đàn ông này hỏi rõ ràng từng câu từng chữ em vẫn luôn không hiểu tại sao lại là em chứ vợ của anh là vợ của đại tướng tịch quốc điều kiện căn bản nhất của vợ đại tướng em cũng không phù hợp em có điểm nào xứng với anh chưa em có điểm nào xứng với danh nghĩa vợ của đại tướng như thế này đây kiều huyền thạc đưa tay vòng qua đầu cô ngón tay anh luồn qua mái tóc nhẹ nhàng ôm đầu cô lại gần hai người dựa vào nhau rất gần giọng nói khàn khàn của anh cũng trở nên trầm thấp tôi không để ý tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô là không được phản bội tôi hơi thở của bạch nhược hy trở nên rồn rập nóng hồi mặt của kiều huyền thạc cách cô quá gần thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh môi mỏng gợi cảm mê người giống như là muốn hôn xuống giọng nói lại dễ nghe không gì sánh được lòng của bạch nhiều khi run lên dữ dội nhịp tim lại càng đập nhanh hơn so với nỗi sợ hãi vừa rồi lúc này nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực khiến cô cảm thấy có chút chờ đợi suy nghĩ đang bắt đầu dao động cô nhìn ánh mắt của người đàn ông này điều đáy lòng khát vọng nhất không phải chính là có được anh sao rất muốn được ích kỷ một lần bất chấp đạo đức bất chấp ý nghĩ của người khác mà thỏa mãn sự mong chờ của con tim thế nhưng những điều này rõ ràng đều là mơ mộng hão huyền bạch nhược khi gượng gạo cười hỏi nếu như em phản bội anh có phải chúng ta sẽ có thể ly hôn rồi không sắc mặt của kiều huyền thạc trong phút chốc trở nên cứng nhắc ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ giống như nước sông vạn năm khiến cho người ta không rét mà run anh buông tay ra khỏi người cô, lạnh nhạt phun ra một câu tuyệt tình, kết cục của việc phản bội tôi không phải là ly hôn mà là chuẩn bị phần mộ cho cô đó. Nói xong, Kiều Huyền Thạc xoay người rời khỏi, bóng lưng rộng lớn trở nên cô độc, sự dịu dàng đối với cô trước kia chỉ vì một câu nói này mà đột nhiên biến mất không vết tích. Phần mộ sao? Người đàn ông này là người tàn bạo và tàn nhẫn nhất mà cô từng gặp. Cô chỉ nói nếu như mà anh đã thay đổi sắc mặt rồi. Đào qua đào lại suốt hai tiếng mà vẫn không tra ra được cái gì. Nơi bí mật lúc nhỏ đi qua cũng mất tung mất tích. Nhìn Kiều Huyền Thạc đi vào phòng, Bạch Nhược Hy mới cảm thấy cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Là cái lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cô có chút sợ hãi nên vội vàng chạy vào trong biệt thự. Gió lạnh hiu hiu, thổi qua hàng cây đang đứng im bất động. Đột nhiên, một bóng đen đi ra từ trong lùm cây tối nhất. Anh đứng dưới bóng cây, im lặng không tiếng động, nhìn về phía biệt thự vườn phía Nam. Ngày tiếp theo, trời vừa hừng sáng, sương mù còn chưa tan, đất trời còn chìm trong màn sương mông lung mờ ảo. Tiếng chuông điện thoại khiến cho Bạch Nhược Khi tỉnh giấc. Bởi vì cô ngủ quá trễ, cho nên lúc này rất mệt, thế nhưng tiếng chuông ầm ĩ khiến cô rất nhức đầu nên mới từ từ với tay ra mò điện thoại, sau đó ấn nút nghe, đặt lên tai giọng nói khàn khàn vô lực thì thào alo nhược hy tỉnh dậy đi tập thể dục buổi sáng với anh một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong điện thoại giọng nói dịu dàng như thế vừa nghe đã biết là của anh hai cô rồi kiều huyền hạo bạch nhược hy còn ngái ngủ mơ mơ hồ hồ nói anh hai em mệt lắm em muốn ngủ thêm chút nữa anh đi một mình đi có được không không được cho em 10 phút 10 phút sau mà còn không xuống phòng khách anh sẽ lên phòng lôi em dậy đó nói xong, Kiều Huyền Hạo liền tắt máy. Bạch Nhược khi vò vò mớ tóc rối, khó khăn bò dậy, ánh mắt ngái ngủ mơ mơ màng màng, liền nằm lên giường ngủ thêm vài phút. Cuối cùng còn ném chăn xuống giường. 15 phút sau, Bạch Nhược khi tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc bộ đồ thể dục ra khỏi cửa, tóc buộc đuôi ngựa, trong chớp mắt liền biến thành hình tượng thiếu nữ đơn thuần nhất. Lúc xuống lầu, Kiều Huyền Hạo đã đứng ngay cửa cầu thang đợi cô. Anh mỉm cười sáng lạn trong ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Chào buổi sáng, anh hai. Bạch Nhược khi mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng. Kiều Huyền Hạo dịu dàng nói. Đi chạy bộ với anh hai đi. Dạ. Bạch Nhược khi gật gật đầu. Bởi vì lúc nhỏ đã quen rồi. Một ngày Kiều Huyền Hạo chỉ chạy bộ vào buổi sáng. Cho nên mỗi lần đều muốn cô chạy cùng. Hai người sóng vai rời khỏi biệt thự vườn việt nam. Lúc đi trên con đường nhỏ. Bước chân khoan khoái bỗng chốc dừng lại. Nhìn về phía người con gái trước mặt. Kiều Tiếu Tiếu đang mặc bộ đồ thể dục màu hồng. Cô ta đang cầm lấy bình nước và khăn mặt đợi trên con đường nhỏ. Lúc nhìn thấy Kiều Huyền hạo liền lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào vui mừng nói. Anh hai! Gương mặt của Kiều Huyền hạo tràn đầy ý cười, rất khách khí chào hỏi. Chào buổi sáng, Tiếu Tiếu. Mới sáng sớm mà em làm cái gì ở đây vậy? Kiều Tiếu Tiếu bỏ qua sự tồn tại của Bạch Nhược Hy sau khi tiến lại gần anh mới ngoan ngoãn nói. Em đang đợi anh, chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng đi. Được thôi, cùng đi nào. Kiều Huyền Hạo nhìn về phía Bạch Nhược Hy nhẹ giọng nói. Tiêu Tiếu đi với chúng ta, không có vấn đề gì chứ. Bạch Nhược Hy đáp một tiếng từ trong cổ họng. Dạ. Kiều Tiếu Tiếu nhìn thấy Kiều Huyền Hạo hỏi ý kiến của Bạch Nhược Hy. Sắc mặt à nhanh chóng thay đổi. Liếc mắt, coi thường nhìn Bạch Nhược Hy một cái. Sau đó lạnh lùng nói. Cần gì phải hỏi ý kiến của nó chứ. Kiều Huyền Hạo cười mà không đáp. Kiều Tiếu Tiếu đột nhiên chen vào giữa hai người, cô ta dùng sức đầy mạnh bạch nhược hy ra, khoác lấy cánh tay của Kiều Huyền Hạo. Bạch nhược hy lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Đợi cô đứng vững rồi, lúc nhìn về phía Kiều Tiếu Tiếu, liền thấy cô ta liếc mình một cái, ánh mắt cay độc đó liếc xéo cô, lạnh lùng nói: "Mày đừng có đi với tụi tao, ông gọi mày qua đó một chuyến." "Ông gọi tôi sao? Bị chơi một cú như vậy, trong lòng bạch nhược hy vô cùng khó chịu." nhưng lại có thể làm gì được Kiều Tiếu Tiếu bây giờ đây? Cô liền nghi ngờ lời nói của Kiều Tiếu Tiếu. Kiều Huyền Hạo nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu cố tình đầy Bạch Nhược Hy ra, cũng không vui vẻ mà đẩy hai tay của cô ta ra khỏi tay mình. Sau đó anh lạnh nhạt hỏi, tại sao sáng sớm mà ông đã muốn tìm Nhược Hy rồi? Kiều Tiếu Tiếu khoanh tay trước ngực, thái độ lạnh đi vài phần. Sao em biết được chứ? Dù sao thì ông cũng gọi nó qua đó. Nói có chuyện muốn nói với nó, Bạch Nhược khi không dám lơ là lời dặn dò của ông. Dù sao, cô cũng sợ ông biết chuyện cô và Kiều Huyền Thạc xuất hiện ở đền thờ tối qua. Vậy em đi tìm ông. Hai người đi tập thể dục đi. Bạch Nhược khi mỉm cười với Kiều Huyền Hảo. Rất có lỗi nói. Ngày mai em sẽ đi tập thể dục với anh. Hôm nay để Tiêu Tiếu đi với anh đi. Kiều Huyền Hảo vừa muốn mở miệng. Kiều Tiêu Tiếu đã lập tức cướp lời. Sau này không cần mày đi nữa. Anh hai có tao đi cùng rồi chuyện tranh giành tình cảm thế này cũng không phải là mới xảy ra lần đầu bạch nhược khi đã sớm quen rồi cô cười khổ bình tĩnh trả lời lại một câu được vậy thì tốt nói xong cô liền xoay người đi về phía vườn phía bắc kiều huyền hạo gọi với theo cô nhược khi lời của anh còn chưa ra khỏi miệng kiều tiếu tiếu đã lập tức vòng tay qua cánh tay anh ôm chặt không để anh đuổi theo à làm nũng nói anh hai đừng gọi nó nữa sau này tiếu tiếu đi cùng anh mà kiều huyền Hạo bất lực hít thở sâu anh dùng tay cào tóc nặng nề nói tiếu tiếu em có thể phân biệt rõ ràng được không anh là anh hai em Kiều tiếu tiếu bĩu môi em biết vậy thì kiềm chế chút cái tính thích sở hữu của em đi kiều tiếu tiếu giậm chân tức giận nói bạch nhược hy cũng là em của anh tại sao anh lại có thể có tình cảm với nó lại không thể đối tốt với em chứ cô ấy với anh không có quan hệ huyết thống kiều huyền hảo thở dài một hơi vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. Em nhớ kỹ cho anh, chúng ta là bà con trực hệ, em là họ hàng có quan hệ máu mủ, đừng có... Em không quan tâm. Kiều Tiếu Tiếu tức giận bật khóc, thét lên một câu cắt đứt lời của anh. Em không quan tâm máu mủ cái gì hết, em thích anh, chính là thật lòng yêu anh như vậy. Em không phải là trẻ con 3 tuổi, em biết cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là tình yêu. Kiều Huyền Hạo khô khóc liếm môi, chống nạnh đầy viền não. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời mà hít thở sâu, lại hít sâu lần nữa kiều tiếu tiếu đã từng tỏ tình với anh anh cứ tưởng sau khi lớn rồi thì đứa em họ này sẽ trở lại bình thường kết quả càng ngày càng tệ anh bất lực lầm bầm một câu tiếu tiếu tình cảm này của em là không bình thường tuyệt đối không thể kiều tiếu tiếu cười khổ mắt cô ta lại lấp lánh nước nhỏ giọng nói em chỉ nghe theo lời của con tim em sẽ không quan tâm tới mấy cái thứ đạo đức đó liệu có phải là bình thường hay không Em chỉ biết cả đời này em muốn ở bên anh hai Chỉ khi ở bên anh thì em mới không sợ bóng tối Em cảm thấy an toàn Đàn ông cả thế giới này chỉ có anh hai không phải là ma quỷ Mấy người khác đều đáng chết Nói xong, từng giọt nước mắt của cô ta rơi xuống Giọt lớn giọt nhỏ, long lanh rơi đầy mặt Ánh mắt biến thành sợ hãi, tràn đầy thù hận Kiều huyền hạo hoàng sợ ôm lấy kiều tiếu tiếu vào lòng Giọng nói dịu dàng dỗ dành Tiếu tiếu đều đã qua rồi tất cả đều đã là quá khứ đừng ghi nhớ những chuyện không tốt đó kiều tiếu tiếu ôm chặt lấy kiều huyền hảo nước mắt ướt đẫm quần áo anh chỉ có ở bên cạnh kiều huyền hảo cô ta mới lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình cả đời này của cô ta đều không thể nào quên đi bóng tối mà tuổi trẻ để lại cô ta núp trong lòng anh khóc nức nở anh hai anh càng đối tốt với bạch dược khi thì em lại càng hận nó em hận nó muốn chết rồi Kiều Huyền Hạo xoa xoa đầu của cô ta, tỏ vẻ hiểu ý. Lúc này anh trừ việc đau lòng cũng không biết nên uốn nắn suy nghĩ không bình thường của cô ta như thế nào. Năm đó, Kiều Tiếu Tiếu mới tròn 10 tuổi đã bị người ta bắt cóc, bắt cóc hoàn toàn không phải là vì tiền mà đơn thuần chỉ vì mắc chứng yêu trẻ con. Cô ta bị nhốt trong hang tối đen, chịu đủ loại làm nhục, thiếu chút nữa là không còn mạng để trở về. Bọn bắt cóc trong lúc bị cảnh sát truy bắt bị xe tông chết. Trước khi chết, chỉ nói ra tên của một ngọn núi lớn. Cả nhà đồ xô đi tìm, còn mời thêm hàng nghìn lính cứu hỏa, cảnh sát các kiểu cùng đi tìm Kiều Tiếu Tiếu. Anh là người đầu tiên tìm được Kiều Tiếu Tiếu, chỉ còn lại một hơi thở trong bóng tối. Anh biết lũ ma quỷ làm hại em gái đã chết rồi, đã bị trị tội rồi. Cho nên âm thầm cứu Kiều Tiếu Tiếu ra ngoài mà không hề thông báo cho người khác. Anh tìm một bệnh viện tư điều trị cho cô, còn kêu bác sĩ che giấu chuyện cô bị làm nhục. Chăm sóc cho cô bé hai ngày, đợi thân thể của nó có chuyển biến tốt mới thông báo cho người nhà. Chỉ có như vậy, Kiều Tiếu Tiếu mới có dũng khí đối mặt với bạn bè và người nhà, đối mặt với thế giới xấu xa này. Sau đó rất lạc quan mà nói một câu, em không sao. Việc riêng tư của nó bị anh giữ gìn cẩn thận không lộ ra ngoài. Đối với đứa em gái này, Kiều Huyền Hạo không có cách nào cứng rắn trừ việc chiều theo ý nó, anh cũng chỉ có thể yêu thương chiều chuộng nó mà thôi. Anh nhẹ nhàng đầy vai Kiều Tiêu Tiêu, cúi người nhìn vào ánh mắt ngập nước của cô ta, dỗ dành nói. Tiêu Tiêu, không được hận nhược hy, em ấy không làm gì sai cả. Kiều Tiêu Tiêu hít hít mũi, nhìn Kiều Huyền Hạo. Nó sai ở chỗ khiến anh hai chết mê chết mệt vì nó. Chỉ cần anh hai không thích nó nữa, em cũng có thể yêu thương nó. Kiều Huyền Hạo cười khổ, bất lực lắc lắc đầu. Anh cầm lấy tay của Kiều Tiếu Tiếu dắt đi. Đi thôi, đi tập thể dục nào. Bạch Nhược Hy đi đến cửa vườn phía bắc. Cô nhìn về phía con đường nhỏ đi đến đền thờ. Tim còn sợ hãi không yên. Nhớ tới giọng nói con gái âm u tối qua. Cô không nhìn được mà đổ mồ hôi lạnh một trận. Cô có nên đi tìm đáp án không? Là ảo giác hay quả thật có giọng nói đó? Mà lúc này cô nhìn thấy một hàng người xuất hiện ở con đường nhỏ. Chú Lư đẩy ông từ bên đường nhỏ đi ra. Theo sau còn có chú hai Kiều Nhất Hoác và anh Tư Kiều Đông Lăng. Bạch Nhược Hy nhìn thấy chú Lư liền cảm thấy rất xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào mắt của chú mà cúi người chào ông. Chào buổi sáng ông, chú hai, anh Tư. Khuôn mặt của ông đầy hiền từ cười nói. Nhược Hy, sớm vậy đã tới có chuyện gì sao? Bạch Nhược Hy nhất thời hiểu rõ đã bị Kiều Tiêu Tiếu lừa rồi. Ông vốn không hề tìm cô, nhược hy căng thẳng nắm chặt tay cắn cắn môi rồi mới mỉm cười với ông là con đến thăm ông đó lâu rồi con không gặp ông kiều nhất hoác cười nói nhược hy thật có lòng chẳng trách ông yêu thương con như vậy ngay cả mấy đứa cháu trai cháu gái trong nhà cũng không có hiếu như vậy hai tay của kiều đông lăng đút vào túi lạnh nhạt mở miệng mang theo chút trào phúng bởi vì không phải là con cháu ruột thịt nên cô ta mới càng phải cố gắng đối tốt đây thôi Bạch Nhược Hy từ từ nhìn về phía Kiều Đông Lăng. Hàm muốn tiền tài của người đàn ông này đã biểu hiện rõ ràng ra rồi. Anh sợ người khác tranh giành tài sản với anh đến mức nào đây? Mặc dù lớn lên giống người có học thức, thế nhưng bản chất gian thương và tham lam tiền bạc đã sớm lộ hết ra ngoài. Bởi vì câu này của Kiều Đông Lăng mà mọi người đều trở nên im lặng. Lúc này ông mới mở miệng hóa giải sự lúng túng. Nhược Hy, đến đây nói chuyện với ông đi. Dạ. Bạch Nhược Hy liền cùng với mọi người đi vào biệt thự vườn phía Bắc. Từ cuộc nói chuyện có thể nhìn ra được chú Lư hoàn toàn không nói ra chuyện của cô và Kiều Huyền Thạc xông vào đền thờ tối qua. Bạch Nhược Hy ở lại vườn phía Bắc cùng ăn sáng với ông. Những người khác đều đi làm rồi. Trên bàn, ông đột nhiên quan tâm đến chuyện hôn sự của Bạch Nhược Hy. Tiểu Hy còn có bạn trai rồi có phải không? Bạch Nhược Hy căng thẳng tột độ cô vùi đầu ăn uống chột dạ nói ờ à, không có ạ à? ông rất nghiêm túc hỏi con cảm thấy được lập đức thế nào trước kia chị dâu con có nhắc qua với ông giám đốc công ty nó rất thích con điều kiện gia đình cũng không tồi con có muốn suy nghĩ một chút không mạch nhược khi từ từ buông đũa xuống cô hít thở sâu một hơi nghe thấy cái tên này liền cảm thấy buồn nôn chị dâu không phải là loại người ngồi lê đôi mắt như thế vậy mà lại nói với ông chuyện này còn muốn làm mai nữa. Xem ra chị ấy sợ cô giành mất chồng của Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy còn chưa nói dứt câu, ông liền tiếp lời. Tuần sau, ở nhà sẽ có một bữa tiệc là lễ chúc mừng công ty nhà họ Kiều chúng ta thành lập được trăm năm. Tới lúc đó, Đường Lập Đức sẽ tham dự. Các con... Ông... Bạch Nhược Hy lập tức ngắt lời ông thái độ kiên trì nói. Con sẽ không suy nghĩ gì về Đường Lập Đức, cũng không cần chị dâu làm mai cho con. Ánh mắt ôn hòa của ông trở nên sắc bén. Ông từ từ buông đôi đũa trong tay xuống. Những nếp nhăn trên khuôn mặt không che giấu nổi ánh mắt nghiêm khắc của ông. Thân thể khỏe mạnh của ông cụ ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt mở miệng. Ở đây không có người ngoài, chỉ có ông và con, cho nên cứ nói thẳng với ông, suy nghĩ của con đi. Ông, con không có nghĩ gì hết. Bạch Nhược khi nắm chặt tay, đặt tay dưới mặt bàn. Ông cười nhạt, giọng nói bình tĩnh, không có nửa điểm dao động nào. Tiểu Hy, có những chuyện phải giải quyết càng sớm càng tốt. Có rất nhiều lúc không thể tùy ý làm sàng làm bậy. Thứ gì của con thì mới có thể lấy không thuộc về con thì sớm trả lại cho người khác đi. Nghe thấy lời này, trái tim của Bạch Nhược Hy lỗi đi một nhịp, nhảy lên tới tận cổ học. Cô căng thẳng vặn góc áo, dùng hết sức siết mạnh. Hơi thở trở nên hỗn loạn, cô sợ hãi tới nỗi, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi. Ông quá bình tĩnh, điều này khiến cô không dám tin lời của ông rốt cuộc là đang ám chỉ điều gì ông nhìn ra được sự căng thẳng của bạch nhược khi nên mới mỉm cười nói ông quả nhiên đã già rồi chỗ nào cũng không đi được nhưng chuyện của mấy người trẻ bọn con giấu không được mắt của ông ông con bạch nhược khi căng thẳng không biết nên nói gì cho nên cứ muốn nói lại thôi ông cười cười dòng điều ôn hòa ánh mắt sắc bén mà có thần giống như có thể nhìn thấu cô lúc này ông mới bình tĩnh nói ông biết con từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh chuyện gì cũng không cần ông phải lo lắng ông tin lần này con cũng có thể giải quyết tốt sẽ không để ông thất vọng có phải không bạch nhược hy cúi đầu hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào ông điều khiến cô không hề nghĩ tới đó chính là ông lại quá bình tĩnh như vậy loại bình tĩnh này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi cho đến hiện tại trừ doãn nhụy người biết chuyện cô và kiều huyền thạc kết hôn chỉ có mỗi người trong quân đội của anh mà thôi cô không biết ông làm thế nào lại biết được không cần biết ông làm cách nào mà biết được thái độ của ông cũng đã rất rõ ràng rồi cô và kiều huyền thạc là chuyện không thể nào cho dù không phải là anh cô dựa vào thân phận của cô căn bàn cũng không xứng với kiều huyền thạc bạch nhược hy từ từ đứng dậy cúi đầu thì thào con hiểu rồi thưa ông hiểu thì tốt ông cụ nở nụ cười ánh mắt cao thâm khó lường con quay về trước đây lần sau con sẽ đến chơi với ông nhé được rồi trở về đi nhớ lời của ông có những chuyện không thể kéo dài được nữa con hiểu bạch nhược hy nói xong liền gom người cúi chào ông sau đó cô liền xoay người rời khỏi cô không biết bản thân nặng nề lê bước tới vườn phía nam như thế nào mà chỉ biết trong lòng dối như tơ vò tim còn đau đớn khó chịu có cảm giác như hít thở không thông bây giờ ngay cả ông đều biết rồi mẹ của cô cũng đã nghi ngờ mọi chuyện sắp giấu không nổi nữa cô không có lựa chọn nào khác bạch nhược khi tâm sự trùng trùng đi lên lầu cô dừng trước cửa phòng của kiều huyền thạc sau đó không chút chần chừ mà gõ cửa trong giây lát cửa liền được mở ra kiều huyền thạc khoác một cái áo khoác màu xám cho khí thế hiên ngang phong tư hơn người Bất luận, anh mặc đồ gì cũng đều khiến cho người khác có cảm giác sáng sủa. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim của Bạch Nhược Hy đều đập liên hồi. Nhất thời, lời muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng, mang theo ánh mắt mơ màng nhìn anh. Kiều Huyền Thạc đút tay vào túi, khuôn mặt hở hững, giọng điệu ôn hòa nói. Có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy phản ứng lại, liền buột miệng nói ra. Anh ta dường như ông biết chuyện của chúng ta rồi. Ừm kiều huyền thạc từ tốn trả lời lại một câu khẳng định ngược lại bạch nhược hy căng thẳng đến nỗi nắm chặt tay cô cầu xin nói em không thể kéo dài thêm nữa em xin anh nhân lúc mọi chuyện còn có thể xoay chuyển chúng ta nên kết thúc chuyện này đi ánh mắt của kiều huyền thạc trầm xuống chân mày nhíu chặt lại sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi anh im lặng không nói xoay người tiến vào trong phòng mà lựa chọn phớt lờ bạch nhược hy vội vàng tiến vào trong đóng cửa lại rồi chạy đến trước mặt anh. Sau đó cô vô cùng đau buồn nói. Nếu còn không giải quyết thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ nhân lúc chúng ta còn có chỗ quay đầu. Kiều Huyền Thạc đứng trước cửa ban công, hai tay đút vào túi nhìn phong cảnh bên ngoài. Bóng lưng cô độc như tỏa ra khí lạnh, thấm vào lòng người. Anh nhà ra từng câu từng chữ. Tôi hoàn toàn không cảm nhận thấy hậu quả tệ cỡ nào. Bạch Nhược khi nắm chặt tay, cô cắn môi nhẫn nhịn, tức giận nói anh phải ép em tới bước đường cùng sao kiều huyền thạc cũng nhìn không được liền xoay người hét lên với cô một câu muốn ly hôn trừ khi tôi chết vừa dứt lời ánh mắt nhẫn nhịn đến đỏ vằn của anh đối diện với đôi mắt mông lung ngập nước của bạch nhược hy khoảnh khắc đó trái tim anh đau âm ỉ mỗi lần cô kêu gào muốn ly hôn là giống như dùng dao cứa vào tim anh đau đến nỗi không cách nào chịu đựng được thế nhưng cho dù lại đau lại khổ thêm lần nữa anh đều cắn răng mà kiên trì. Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của cô, sự kiên định đó liền bắt đầu dao động. Anh không nỡ làm tổn thương cô, không nhẫn tâm nhìn cô rơi lệ. Ngón tay của Kiều Huyền Thạc hơi run rẩy, động mạch ở cánh tay gồng đến phát đau. Anh nắm chặt tay, cố để cho lòng mình bình tĩnh lại mà tiếp lời. Không được khóc trước mặt tôi, những giọt nước mắt rẻ tiền đó đối với tôi mà nói không có tác dụng gì cả làm vợ của Kiều Huyền Thạc tôi, không phải là đường cùng của cô. Đợi cô là giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng, người con gái khác có nằm mơ cũng đều không có được mấy thứ này. Nước mắt rẻ tiền sao? Mạch Nhược Hy bị câu này hung hăng đâm một nhát, nước mắt lập tức lăn dài xuống má. Cái đồ đáng chết như cô không nên để nước mắt rơi xuống, cô không nên để anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của bản thân. Hít hít mũi, Mạch Nhược Hy ngẩng cao đầu để nước mắt chảy ngược vào trong giọng nói cô nghẹn ngào mà tuyệt tình. Tôi không mê phú quý của anh, càng không quan tâm đến quyền lực. Anh muốn phá hủy hết mọi thứ của tôi sao? Tôi phá hủy cái gì của cô? Kiều Huyền Thạc đột nhiên dùng sức nắm lấy hai vai cô. Anh dùng sức rất mạnh, hận không thể bóp nát xương cô. Mắt lạnh lùng đỏ rực mà ướt nhòa, gân xanh hẳn rõ trên cổ, tức giận bộc phát. Mạch Nhược Hy giống như con rối bị người điều khiển, hơi nước làm mơ hồ tầm mắt của cô, vài lại bị anh nắm chặt đau đớn toàn thân người đàn ông này tỏa ra khí lạnh bao trùm lấy người cô anh nguy hiểm như một con thú dữ mất đi khống chế cô sợ hãi băn khoăn nghẹn ngào như muốn khóc bởi vì bạch san san bố không nhận tôi nữa nếu như tôi không ly hôn với anh thì ngay cả người thân cuối cùng tôi cũng không giữ được nữa mẹ sẽ không nhận đứa con gái này tất cả mọi người của nhà họ kiều đều sẽ căm ghét tôi bạn bè bỏ tôi mà đi tôi sẽ không còn gì hết kiều huyền thạc nhìn giọt nước mắt của bạch nhược hy từ từ rơi xuống tầm lúc đó trái tim anh dường như cũng đang chảy máu ngón tay nắm lấy vai cô đang run lên nhẹ nhẹ hơi thở của anh hỗn loạn tim cũng không ngừng run lên bạch nhược hy nén không được nước mắt của bản thân mà đành mặc kệ để nước mắt rơi tự do dù sao người đàn ông này cũng cảm thấy nước mắt của cô rất rẻ tiền cho nên sẽ không quan tâm đến nó Vậy thì cô còn để ý làm gì chứ? Bạch Nhược Hy lộ ra nụ cười khổ, hòa với nước mắt, lộ ra nỗi bi thương. Tôi không cần những thứ vụ phiếm đó của anh. Tôi chỉ muốn nhà, muốn những người yêu thương tôi mà thôi. Kiều Huyền Thạc giận bừng bừng, trên mặt mang theo nụ cười khẩy mà chăm chọc nói. Cô càng sợ mất đi người đàn ông cô yêu, có phải không? Bạch Nhược Hy Hi không hiểu lời này của anh có ý gì nên hơi chấn động rồi im lặng. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, tim đau đến hít thở không thông. Anh hơi mở miệng hít thở sâu, nỗi đau khó bề kìm nén lan khắp cả người, giống như con virus cực độc, từng chút từng chút một ăn mòn tim anh. Bạch Nhược khi im lặng, trong phút chốc, Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại, ánh mắt đỏ rực thâm thúy nhìn thẳng vào cô. Anh tức giận hét lên một câu, kết hôn với tôi rồi, tôi chính là nhà, là người nhà của cô. Nếu như cô cảm thấy còn không đủ, vậy thì chúng ta sẽ sinh một đứa con. Cô còn muốn cái gì nữa Tôi đều có thể cho cô Đều cho cô hết Tiếng gào thét của anh dường như muốn phá nát tim cô ra ngàn mảnh Mỗi câu đều như khắc sâu vào lòng cô Anh càng như vậy Nước mắt cô lại càng chảy ra dữ dội Cuối cùng cô nhịn không được Mà bật khóc Mất đi lý trí mà buột miệng nói Tôi muốn tìm anh Có phải anh cũng cho tôi không Kiều huyền thạc nắm lấy tay cô Ép lên ngực anh rồi tức giận nói Tìm ở đây này, lấy đi, Bạch Nhược khi tìm như dao cắt, nước mắt rơi xuống như mưa. Người đàn ông này đã tức giận tới cực điểm. Mỗi câu, mỗi động tác đều dọa cô sợ đếm run rẩy cả người. Tay cô nắm thành quyền, bị ép chặt vào lồng ngực của anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập cực nhanh của anh. Cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng đến phòng người. Cô đang sợ. Cô không biết lời của Kiều Huyền Thạc chỉ là nhất thời xúc động hay là lời nói thật lòng kiều huyền thạc đột nhiên nắm lấy cánh tay cô kéo về phía bàn trà trong phòng khiến cô lảo đảo vài bước còn không đợi cô kịp phản ứng lại kiều huyền thạc đã cầm lấy dao gọt hoa quả đặt vào tay cô lúc này cô bị dọa đến nỗi cả người đều mềm nhũn tay run dày mà nước mắt cũng rơi đầy mặt kiều huyền thạc giữ lấy cánh tay cô đẩy cán dao chống trước mặt anh mà nói từng câu từng chữ cô muốn tim tôi phải không có phải chỉ cần móc trái tim ở bên dưới chỗ này ra cho cô là cô có thể không cần phải ly hôn rồi không? Bạch Như Khi bị dọa tới buông lòng tay ra. Một tiếng lạch cạch, cây dao từ trong tay cô rơi xuống đất. Ngón tay cô run dày, cả người vô lực muốn ngã xuống. Còn vai bởi vì khóc mà run lên dữ dội Anh sắp phát điên rồi. Anh sớm muộn gì thì cũng vì người con gái này mà phát điên. Tim của anh luôn thuộc về cô. Đó giờ đều chưa từng thay đổi. Anh đã làm tới bước này rồi. Cô còn muốn anh thế nào nữa? tim mệt rồi thì cũng vỡ ra ngàn mảnh. Kiều Huyền Thạc từ từ buông vai cô ra, hai tay vô lực buông thõng xuống, tất cả sự tức giận trong phút chốc hóa thành bi thương, ngay cả khí lực cũng dần dần biến mất. Anh thất vọng hỏi nhỏ, còn muốn cái gì nữa? Sao? Hay chăng? Bạch Nhược Hy cúi đầu, nước mắt rơi xuống giàn. cô lắc đầu không dám nói thêm lời nào nữa. Cô biết sự tức giận của Kiều Huyền Thạc đã mất đi khống chế, nếu cô lại chọc tức anh, sẽ không biết gặp phải kết quả gì kiểu huyền thạc hít sâu một hơi anh cúi đầu chớp chớp đôi mắt mờ xương giọng nói trở nên khàn khàn tôi nói một lần cuối nếu như muốn ly hôn cô chết hoặc là tôi chết bạch nhược khi khóc tới cổ họng đều bỏng rát khó chịu đến nỗi một từ cũng không thể nào phát ra thành tiếng tim đập loạn lên đầu óc cũng đã không thể nào suy nghĩ được gì đột nhiên lúc cô hoàn toàn không phòng bị cả người liền bị một bóng đen ép tới nhấc bổng lên cao cô ngay cả thời gian phản ứng lại cũng không có liền bị cánh tay khỏe mạnh rắn chắc của kiều huyền thạc xoay người lại phần lưng của cô rắn chặt lên cửa sổ ban công ép lên màn cửa hai chân rời đất cả người cô trở nên hồ đồ anh hoàn toàn không chút báo động nào mà hôn lên môi cô thân thể rắn chắc ép chặt vào người cô lông mi dài của cô còn vương đầy nước mắt nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mắt lông mi cô chớp chớp một cái liên tục liền đụng trúng da của anh anh nhắm chặt mắt đôi môi mỏng nóng rực ẩm ướt mà ngọt ngào hơi thở của anh phả lên gò má làm lay động từng tế bào khiến cả người cô đều trở nên ngây ngốc cô cảm thấy nhịp tim sắp lên đến hai trăm giống như lúc nào cũng có thể nổ tung mạch nhược khi không dám tin anh lại cưỡng hôn cô vào lúc này lúc phản ứng lại cô sợ hãi đến nỗi hai tay đều liều mạng đánh lên vai anh, dãy giụa, dùng sức đẩy anh ra. Thế nhưng người đàn ông này kiên cố giống như là bản thạch, khóa chặt cô trong lòng. Thời gian một giây, hai giây mau chóng trôi qua, đầu óc của Bạch Nhược khi trống rỗng, không cách nào thoát khỏi anh, liền từ từ nhắm mắt lại. Anh tách môi cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng len lòi vào trong, cơn chiến biên ẩm ướt mà ngọt ngào đó. Anh thô lỗ mà cuồng nhiệt, không khí đều bị rút đi mà anh còn dây dưa không ngừng dường như đã qua một thế kỷ Bạch Nhược khi cảm thấy sắp chết rồi hai tay mới dãy giụa đầy vai kiều huyền thạc ra nếu cô không hít thở thêm nữa thì sắp chết ngạt tới nơi rồi kiều huyền thạc hoàn toàn không hề muốn thả cô ra lúc lần đầu hôn trộm cô là ngọt ngào như mật khoảnh khắc này giống như là đang hít thuốc viện vậy hít tới nghiện không buông sự ngọt ngào tươi đẹp của cô khiến anh sắp phát điên, hận không thể nhập cô vào trong người mà hôn tới cùng trời cuối đất. Lần đầu tiên phát hiện không gánh nổi tần số rung động của con tim. Bạch Nhược khi giãy ruộng dữ dội, anh mới lưu luyến không nỡ mà từ từ rời khỏi môi cô. Anh áp đầu lên trán cô, hơi thở của hai người gấp gáp mà nặng nề, thở hồn hền giống như là thiếu oxy vậy ánh mắt mơ màng của kiều huyền thạc nhìn bạch nhược Hy cả mặt cô ửng hồng còn vương nước mắt bởi vì ngại ngùng mà nhắm chặt mắt lại hàng lông mi dài ẩm ướt đôi môi bị anh hôn đến sưng nhẹ bình tĩnh lại mới phát hiện hôn quá sỗ sàng rồi nhiệt độ cả phòng đang từ từ gia tăng thân nhiệt của hai người cũng nhanh chóng tăng lên hai chân của bạch nhược Hy vẫn không hề chạm đất cô bị ôm đến ngang chiều cao của anh thân thể dán chặt đến nỗi một ngọn gió đều không lọt sau khi hơi thở bình thường trở lại bạch nhược khi mới mím môi cô cảm thấy cánh môi còn có chút đau đớn thế nhưng hơi thở của kiều huyền thạc vẫn còn lưu lại trên môi mới rời khỏi không bao lâu đã bắt đầu trở lại bạch nhược khi không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh tức giận hỏi sao lại hôn em kiều huyền thạc từ từ thả cô xuống đất giọng nói từ tính phun ra hai câu sạc pin muốn tìm chút sức lực cả người của bạch nhược khi mềm nhũn hai chân vừa mới rơi xuống đất còn đứng không vững hai tay đã mau chóng bám lấy lồng ngực của kiều huyền thạc kiều huyền thạc sợ cô sẽ rơi xuống nên hai tay giữ chặt lấy eo cô sau khi đứng vững phản ứng đầu tiên của bạch nhược hy là vung ra một cái bạt tay tiếng bạt tay lành lành vang lên cái bạt tay này đánh lên mặt anh không có chút đau đớn nào bởi vì sức của cô vốn đã yếu ớt còn bị hôn đến cả người mềm nhũn không có cách nào toát mạnh được thế nhưng cái tát này lại là đau nhất, giống như hùng hằng quất xuống một roi vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng anh, đánh đến nỗi tìm đều như đang chảy máu. Anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đầy đầy hai má, sau đó nở nụ cười chua chát, ánh mắt mơ hồ mà nhìn thẳng vào Bạch Nhược Hy. Nắm tay Bạch Nhược Hy hơi run rẩy dưới cơn xúc động vẫn đánh anh một cái. Cô sợ hãi nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Trong mắt anh, nước mắt tôi là rẻ tiền, đời sống cá nhân của tôi là dâm loạn, anh muốn sạc pin thì đi tìm người khác đi đừng có vừa ném tôi một dao rồi xoay mình lại cho tôi viên kẹo thứ lỗi tôi không tiếp kiều huyền thạc dùng sức nghiến răng nói sạc pin cho tôi là nghĩa vụ của người vợ như cô bạch nhược khi cắn môi hai tay lại càng nắm chặt hành động của cô là tùy ý thế nhưng rơi vào trong mắt của kiều huyền thạc lại mê người như vậy lúc này anh lại giống như đang lên cơn nghiện xúc động muốn hôn lần nữa ngừng lại một lúc lâu bạch nhược khi mới lạnh nhạt nói tôi không phải là cái máy sạc pin cho anh kiều huyền thạc ép cô vào trong ngực đem đầu cô ôm trọn vào trong lồng ngực anh muốn để cô nghe rõ nhịp đập của trái tim mình trái tim đã sắp nổ tung lên vì mệt mỏi anh muốn sức lực mà cô chính là nguồn điện có hiệu quả nhất buông tay buông tôi ra bạch nhược khi bắt đầu dãy giụa đẩy anh ra thế nhưng sức của người đàn ông này quá mạnh khiến cô cằn bàn không có cách nào đẩy anh ra được cuối cùng cô vẫn bị ép đến nỗi không dãy ruộng nữa mà thuận theo cái ôm của anh áp má lên ngực mà nghe thấy âm thanh đập liên hồi của trái tim người đàn ông này cô lần đầu tiên phát hiện tim của anh lại đập nhanh như vậy cũng phát hiện ra rằng hóa ra hôn môi cũng có thể giúp anh lấy lại sức lời của kiều huyền thạc một lần nữa lại lọt vào tai cô nếu như muốn ly hôn thì cô chết hoặc là tôi chết Số phận đã định trước tình thế không thể nào thay đổi được. Cô cũng không muốn miễn cưỡng nữa vì cô cũng đã rất mệt mỏi rồi. Không quan tâm anh là địa ngục hay là thiên đường, không quan tâm anh thật lòng hay lừa dối cô, cô cũng đều muốn thử một lần. Cô đấu tranh từ tường rất lâu, thế là cứ như vậy mà im lặng dựa vào cái ôm của anh không thể buông tay. Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn thuận theo ý muốn của con tim mà chọn lựa tùy hứng một lần. Tay cô từ từ chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí, vòng qua eo mà dịu dàng ôm lấy anh. Khoảnh khắc hai tay cô vòng qua eo anh, thân thể của Kiều Huyền Thạc cứng đơ. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn Bạch Nhược Hy, lúc này anh phát hiện cô rất tự nhiên mà ôm lấy anh. Vùi đầu vào ngực của anh, Bạch Nhược Hy tự nhiên thay đổi khiến anh có chút không biết phải làm thế nào. Nhịp tim anh lại càng lúc càng cao, anh cứ tưởng bản thân ép cô vào trong ngực thì cô sẽ liều mạng mà dãy giụa, Thậm chí cho dù trốn không thoát cũng sẽ không bất ngờ ôm anh như vậy. Mệt rồi sao? Kiều Huyền Thạc mở miệng hỏi anh cảm thấy cô không còn sức cho nên thân thể mới hành động khác thường như vậy. Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt lại. Hai giọt lệ từ từ lăn xuống má. Cô âm thầm vùi đầu vào ngực của Kiều Huyền Thạc. Hai tay càng dùng sức ôm chặt lấy eo anh tìm mệt mỏi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi nên mới vô lực thì thào dạ mệt rồi thật sự rất mệt rất mệt không muốn kiên trì nữa không muốn kiên trì cái gì ly hôn bạch nhược hy bình tĩnh nói ra hai từ này trái tim bị thương cuối cùng cũng có chút an ủi câu nói này của cô nhẹ nhàng xoa dịu đi con tim sắp vỡ vụn của anh kiều huyền thạc ôm chặt lấy vai cô xoa xoa người trong lòng anh ngẩng đầu nhìn trần nhà hít sâu một hơi những đau khổ kìm nén trong lòng được nhẹ nhàng hóa giải một trận không nhịn được mà từ từ nhắm chặt mắt điều chỉnh lại tâm tình anh rất muốn nói một tiếng cảm ơn với cô cảm ơn cô đã không ly hôn với anh thế nhưng anh không có mở miệng mà chỉ muốn im lặng ôm cô cả đời đều giống như bây giờ ôm cô không bao giờ buông tay lần nữa hai người đơn thuần ôm lấy nhau cả một buổi chiều trong phòng Bạch Nhược Hy ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của anh rồi đi vào phòng rửa tay rửa mặt. Kiều Huyền Thạc dựa vào tường, một tay đút vào túi, ngón tay thon dài khác, nhẹ nhàng vuốt môi, bên trên còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Bạch Nhược Hy. Nếu như hôn có thể giải quyết được vấn đề, 10 năm trước anh nên hôn cô mới phải, anh không nên quan tâm cô đã trưởng thành hay chưa đợi rất lâu, Bạch Nhược Hy mới từ từ mở cửa phòng vệ sinh mà cúi đầu đi ra khỏi phòng. Cả đầu Kiều Huyền Thạc đều đang nhìn về phía cô, khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn ửng hồng, ngay cả cái tay nhỏ nhắn cũng đỏ cả lên. Anh còn chưa làm ra chuyện gì, chỉ là hôn một cái mà thôi. Anh đã bình tĩnh rất lâu rồi mà mặt cô vẫn còn đỏ sao? Phản ứng trên gương mặt cô khiến trái tim của Kiều Huyền Thạc ngọt ngào giống như được ăn kẹo. Những bi thương trước kia từng chút từng chút bị lấp đầy. Anh dựa vào tường, từ từ quay người lại đối mặt với Bạch Nhược Hy, giọng điệu vui vẻ. Không thoải mái sao? Giọng nói của anh khiến Bạch Nhược Hy hơi chấn động, thể hiện ra sự căng thẳng. Cô vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ nhìn vào mắt anh, mới vừa chạm vào liền lập tức rời đi. Tay chân vụng về, mà sờ sờ lỗ tai có chút đỏ của mình. Giọng nói của cô đều trở nên run rẩy Không, không có khó chịu. Vậy đi xuống dưới ăn cơm chưa đi? Dạ. Bạch Nhược Hy gật đầu, thế nhưng không rời đi. Kiều Huyền Thạc nhìn cô hồi lâu, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng bước qua bên người cô mà đi về phía cửa. Lúc này Bạch Nhược Hy mới vội vàng đuổi theo anh. Hai người một trước một sau, cứ thế mà xuống dưới lầu. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy, hai người một trước một sau xuống lầu. Kiều Huyền Hạo đang chơi game trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân, liền lập tức bỏ điện thoại xuống đứng dậy. Nhược Hy, sáng giờ đều không nhìn thấy em, anh còn tưởng em đi đâu rồi. Anh hai, Bạch Nhược Hy mỉm cười, Kiều Huyền Hạo cho mày nhìn Kiều Huyền Thạc, rồi lại nhìn Bạch Nhược Hy, sắc mặt anh trầm xuống, lạnh nhạt hỏi. Hai người sao mà cùng xuống lầu vậy? Lúc Kiều Huyền Thạc đi qua người anh mới lạnh nhạt phun ra một câu. Không cần phải giải thích với anh, Kiều Huyền Hạo cảm thấy câu này vô cùng có địch ý. Anh lại nhìn Bạch Nhược Hy rồi bỏ điện thoại xuống. Rất tự nhiên mà áp tay lên chán cô. Hành động của anh khiến Bạch Nhược Hy mơ hồ không hiểu. Sao vậy anh hai? Lông mày của Kiều Huyền Hạo nhíu chặt, nghi ngờ nói. Nhược Hy, có phải em khó chịu ở chỗ nào không? Mặt đều đỏ hết lên rồi, chán cũng hơi nóng đó. Em... em không sao. Bạch Nhược Hy tránh khỏi tay anh mà đi về phía nhà ăn kiều huyền thạc đã ngồi xuống mọi người đang đi làm không ăn trưa ở trong nhà cho nên bữa ăn này thiếu hai người là anh cả và chị dâu bạch nhược hy vẫn tự nhiên ngồi xuống trước mặt kiều huyền thạc dì thu và người làm đang xới cơm làm đồ ăn kiều huyền thạc dựa lưng lên ghế tư thế ngồi thẳng tắp ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía cô bạch nhược hy cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của anh nên cánh tay căng thẳng không biết nên đặt chỗ nào ánh mắt cũng không biết nên nhìn đâu mới phải. Trong lúc cô đang trong tình huống khó xử vô cùng, Kiều Huyền Hạo đột nhiên lại gần, trong tay cầm lấy một cái nhiệt kế áp lên chán cô. Bạch Nhược Hy cả kinh, nhướng mày nhìn thứ đang áp lên chán cô. Cái gì vậy? Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, nhìn chầm chầm vào cử động của Kiều Huyền Hạo. Kiều Huyền Hạo nhìn nhìn nhiệt kế rồi căng thẳng đặt lên trên bàn. Sau đó anh liền nắm lấy tay Bạch Nhược Hy, xoa xoa rồi khẩn trương nói. Nhiệt độ của em là 37,7 độ Là sốt nhẹ Lòng bàn tay em bây giờ còn đổ mồ hôi Mặt lại đỏ như vậy Nhất định là bị bệnh rồi Để anh hai chờ em đi khám bác sĩ Bạch Nhược Hy lập tức rút tay mình ra Ánh mắt không nhìn được mà lướt nhẹ về phía Kiều Huyền Thạc Cô càng thẳng nuốt một ngụm nước bọt Lại giải thích với Kiều Huyền Hảo Anh hai Em không có bị bệnh gì hết Chắc là do em thấy nóng thôi Cô biết nguyên nhân thật sự là do căng thẳng, là hậu quả mà cái hôn vừa rồi để lại. Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu đều nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Lúc này họ mới phát hiện mặt cô quả thật rất đỏ nên quan tâm hỏi. Thời tiết mát mẻ thế này sao lại cảm thấy nóng được chứ? Nếu như không thoải mái thì nói gần đây bệnh cúm nghiêm trọng hơn nhiều đó. Không thì gọi bác sĩ tới nhà xem xem. Bạch Nhược Hy vội vàng xua tay. Không cần, không cần đâu. Thật sự là không cần đâu. Còn vừa vận động mạnh trong phòng một chút nữa sẽ khỏe thôi nghe thấy lý do này kiều huyền thạc lộ ra nụ cười như có như không anh nhìn bộ dạng dễ thương của bạch nhược hy ánh mắt cũng trở nên nhu hòa kiều huyền hạo dường như cảm giác được cái gì đó trở nên im lặng anh nhìn biểu cảm của bạch nhược hy rồi lại nhìn sang em trai trong lòng xuất hiện một cảm giác không hay bữa trưa bắt đầu suốt buổi bạch nhược hy không hề ngẩng đầu mà vẫn luôn luôn vùi đầu ăn cơm vệt ửng hồng trên mặt cũng từ từ biến mất buổi chiều Bạch nhược hy gấp rút trở về đồn huấn luyện bởi vì buổi sáng đã xảy ra một số tranh chấp với kiều huyền thạc nên cô đã bỏ học nửa ngày đương nhiên vẫn phải bị phạt dù sao thì cũng là khóa huấn luyện như quân đội chính quy lịch trình buổi tối hơi nhiều lớp pháp luật lớp mô phỏng điều tra lớp tâm lý rồi đến lớp huấn luyện thể lực quần quật suốt nửa ngày trời khiến Bạch nhược hy mệt đến mức muốn nằm lăn ra cuối cùng thì còn phải chịu phạt trở về từ trại huấn luyện trời đã tối rồi. Bạch Nhược Hy lê bước chân nặng nề qua con đường ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn năm màu rực rỡ trói mắt. Người đông như mắc cười. Cô vừa đi vừa mở điện thoại. Sau khi bật điện thoại, liền lập tức nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Khoảnh khắc nhìn thấy trong hai cuộc gọi nhỡ có một cái là của Kiều Huyền Thạc. Tim cô hơi run dày. Trong phút chốc lỡ mấy nhịp. Sau đó không chút chần chừ mà bấm gọi lại. Mấy năm qua, cô chưa từng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Con người lén đổi số của Kiều Huyền Thạc trong điện thoại của cô, gọi không được cũng là điều hiển nhiên. Nhưng Kiều Huyền Thạc không gặp phải loại tình huống này, cho nên 10 năm nay quả thật là anh không muốn liên lạc với cô. Cho nên cuộc gọi nhỡ lúc này trở nên quý giá như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tim cô cũng đang đập mạnh. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói từ từ êm tai của Kiều Huyền Thạc. "Nhược Hy, cô đang ở đâu vậy?" Bạch Nhược Hy dịu dàng trả lời, em đang ở ngoài. Giọng điều của anh nghiêm khắc nhưng mang theo chút ân cần. Sao lại tắt máy? Bởi vì... Vì hết pin rồi. Cô không biết nói dối. Kiều Huyền Thạc lập tức vạch trần. Bạch Nhược Hy bất lực cười cười. Không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô quả thật không biết nói dối. Nhưng lại thường không nói sự thật. Đối với cô mà nói, đó đều là lời nói dối vô hại. Có lúc không còn cách nào khác mà phải đành nói dối. Phát định vị cho tôi, tôi đón cô. Bạch Nhược Hy ngây ngốc, cảm thấy được yêu thương quá mà sợ hãi vô cùng. Kiều Huyền Thạc không những gọi điện cho cô mà còn muốn tới đón cô sao? Là sợ cô lại đòi ly hôn cho nên muốn đối tốt với cô sao? Hay là anh thật sự đã có tình cảm với cô rồi? Cô thậm chí hoài nghi anh có âm mưu gì đó. Thế nhưng không quan tâm mọi chuyện thế nào, cô đã nghĩ thông rồi. Cô muốn buông thả bản thân một lần đánh cược một lần, nếu như thua thì cả đời bị phá hủy mà thôi, cũng không có gì đáng phải lưu luyến. Em đang ở gần trường cảnh sát phía đông thành, Bạch Nhược Khi nói một hơi, giọng nói đột nhiên ngừng lại, bước chân cũng im lặng, thân thể cứng nhắc. Ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng về phía trước, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, có một bóng dáng thân thuộc không gì sánh được đang đứng chắn đường của cô. Đó chính là người bạn thân duy nhất biết cô nộp đơn vào làm phụ tá cảnh sát. Doãn nhụy. Doãn nhụy mặc một cái váy liền thân màu tím thanh lịch mà tao nhã, phối hợp với cái áo khoác lông màu trắng lại càng trở nên vô cùng cao quý. Cô ta mỉm cười, giọng nói ấm áp, cất tiếng chào hỏi. Chào buổi tối, Nhược Hy. Bạch Nhược Hy không trả lời lại Doãn nhụy, chậm nửa ngày mới giật mình, nói vào điện thoại. Không cần đến đón em nữa đâu, em còn có chút chuyện. Nói xong, cô liền căng thẳng ngắt điện thoại. Ai muốn tới đón cậu vậy? Doãn nhụy mỉm cười ngọt ngào hỏi. Nhược Hy bỏ điện thoại vào túi. Là anh hai. Anh hai cậu trở về rồi sao? Ừ. Xem ra Kiều Huyền Hạo vẫn không thay đổi. Vẫn yêu thương cậu như trước. Anh ấy thật sự rất thích cậu đó. Bạch Nhược Hy im lặng. Suốt ngày hôm nay cô đều phải sống trong những lời nói dối cho nên lòng mệt mỏi không gì sánh được. Doãn nhụy cũng ngừng hồi lâu mới nói. Nhược Hy, mình cố ý ở đây đợi cậu. Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi đi. Được. Phía trước có một quán cà phê không tồi. Chúng ta đi qua bên đó đi. Bạch Nhược Hy từ từ đi về phía trước. Bước chân mệt mỏi vô lực. Nhưng có những chuyện lại cần phải đối mặt. Quán cà phê sang trọng, trang trí tao nhã. Tiếng đàn du dương hòa cùng với hương thơm ngào ngạt trong không khí. Hai người chọn một chỗ riêng tư trong góc. Ánh đèn vàng mờ ảo, vô cùng ấm áp trong ánh sáng lờ mờ lộ ra chút hương vị ấm cúng. Nói chuyện ở quán cà phê này thoải mái hơn nhiều. Hai người gọi hai ly cà phê sữa thơm phức, im lặng mà thưởng thức. Không khí trở nên ngột ngạt. Ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Khoa hồi lâu, Doãn Nhụy mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cô ta mỉm cười mang theo chút chua xót hỏi. Cậu với huyền thạc gần đây thế nào rồi? Bạch Nhược Hy cầm ly cà phê lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm cô khiến tâm tình bình tĩnh lại một chút rồi mới từ từ mở miệng xin lỗi doãn nhụy mình đã cố gắng cũng đã thử rất nhiều cách huyền thạc không muốn ly hôn thái độ rất cứng rắn doãn nhụy cứng đơ rồi nhanh chóng phản ứng lại dường như nhìn không rõ ý cười nhạt trên môi có lẽ anh ấy có kế hoạch gì đó mà chúng ta không biết thôi cậu cố gắng thử lại lần nữa xem không thử nữa bạch nhược khi lấy hết dũng khí thằng thừng từ chối Lời nói độc địa như thế anh ấy đều nói ra khỏi miệng rồi. Mình có làm gì đi nữa cũng đều không có ý nghĩa. Doãn nhụy căng thẳng đến nỗi nhòi người lên bàn. Nói cái gì cơ? Bạch Nhược Hy im lặng vài giây, ánh mắt lúng túng mà nhìn về phía cô ta. Nếu như muốn ly hôn thì cô chết hoặc là tôi chết. Nghe thấy lời nói độc địa này, Doãn nhụy liền trở nên ngây ngốc. Bạch Nhược Hy ánh náy nhìn về phía Doãn nhụy cô đưa tay ra nắm lấy tay người bạn thân của mình mà thì thầm nói xin lỗi doãn nhụy đây là sự thật mà mình không cách nào thay đổi được vậy thì mình phải làm sao đây doãn nhụy rút tay lại để buông xuống bàn cô ta nắm chặt tay lại móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay ánh mắt trở nên lạnh lẽo bạch nhược hy im lặng cậu đã đồng ý chuyện của mình rồi bây giờ lại nói không có cách nào khác sao bạch nhược hy sao cậu lại có thể ích kỷ như vậy Người đàn ông đó là chồng tương lai của tôi mà Là anh của cậu Là người bạn thân của cậu Cậu nói cướp liền cướp Lương tâm của cậu không cắn rứt chút nào sao Cậu không thấy hổ thẹn với tôi sao Doãn nhụy càng nói thì càng kích động Giọng nói cũng lớn hơn Lại mang theo chút nghẹn ngào Từ việc cảm thấy dai dứt và xấu hổ Bành nhược khi chỉ có thể nói một câu Xin lỗi Doãn nhụy Tôi không cần cậu nói câu xin lỗi Tôi chỉ hy vọng cậu trả huyền thạc lại cho tôi nước mắt của Doãn Nhụy rơi xuống, tức giận đến nỗi hai vai đều run lên nhẹ nhẹ. Bạch Nhược Hi hít sâu một hơi, không mềm lòng nữa mà lạnh nhạt nói: Nếu như anh ấy yêu cầu, thì nhất định sẽ cưới cậu. Thế nhưng anh ấy lại cứ níu lấy mình không buông, cậu cảm thấy mình và anh ấy ly hôn rồi, anh ấy thật sự sẽ cưới cậu sao? sắc mặt của Doãn Nhụy thay đổi. Cậu có ý gì chứ? Bạch Nhược Hi căn bản không muốn làm người bạn thân của mình thương tâm thế nhưng cô cũng không có cách nào nhẫn nhịn thêm nữa nên bình tĩnh phân tích anh ba không hề muốn cưới cậu cho dù là không có sự tồn tại của mình thì anh ấy cũng sẽ không có cưới cậu đâu mình không biết tại sao anh ấy lại thay đổi trong khi hai người sắp kết hôn thay đổi cả suy nghĩ nhưng thái độ của anh ấy rất cứng rắn căn bàn không phải là việc mà mình và cậu có thể thay đổi doãn nhụy tức giận kéo sợi dây chuyền trên cổ xuống và cầm trong tay còn nhớ nó không bạch nhược hi nhìn thấy viên ngọc quen thuộc kia tim trong phút chốc ngừng lại nhớ doãn nhụy cười khổ nụ cười pha lẫn nước mắt nhớ thì tốt nó gọi là vĩnh hằng là bảo vật vô giá mà mẹ của huyền thạc để lại cho anh ấy cậu biết nó có ý nghĩa như thế nào không bạch nhược hi mấp máy môi lời nói nghẹn trong cổ họng cô nhìn miếng ngọc đó mà tim dần dần trở nên đau đớn doãn nhụy biết bạch nhược hi không có dũng khí nói nên cô ta mới bổ sung nó đại biểu cho tình yêu, kế thừa và mãi mãi. Lúc Kiều Huyền Thạc để cậu giao lại cho tôi, bức thư đó cậu cũng đọc qua rồi. Cậu rõ ràng biết, người anh ấy yêu là tôi, người muốn cưới là tôi. Bây giờ cậu lại nhân lúc chúng tôi mâu thuẫn với nhau mà chen chân vào, cậu có còn là người không? Bạch Nhược Hy hé miệng, hít thở, tim đau đớn, tưởng chứng như ngạt thở. Cô không phải là người sao? Cô đã bị ép tới sắp phát điên rồi, bây giờ cô ở trước mặt ai cũng không phải là người. Cả thế giới đều nói cô không có lương tâm. Cha nói cô không cứu Bạch San San là đồ vong ơn phụ nghĩa. Ông cũng tự nhiên mà biết chuyện này lại biểu thị thái độ muốn cô sớm ngày buông tay. Mẹ cô đã sớm ám chỉ qua cô phải nhìn rõ thân phận của mình. Người nhà họ Kiều nếu như biết chuyện này Thái độ cũng sẽ giống như Doãn Nhụy Ngay cả Kiều Huyền Thạc Cũng bởi vì cô muốn ly hôn Mà nói cô tuyệt tình Cô làm cái gì cũng sai vậy thì dứt khoát cái gì cũng không làm nữa bạch nhược hy im lặng hồi lâu giọng điệu mới bình tĩnh lại mà chầm chậm nói doãn nhụy trừ việc mình nói xin lỗi với cậu cái gì mình cũng không thể làm được nữa mình vẫn luôn luôn ở vào thế bị động đó giờ chưa từng nghĩ muốn cướp người đàn ông của cậu lại càng chưa từng nghĩ sẽ làm tới mức này mình không biết tại sao anh ba lại kiên trì cưới mình hơn nữa thái độ lại cứng rắn như vậy anh ấy đừng có tìm lý do quang minh chính đại cho mình nữa vậy doãn nhụy tức giận hét lên một câu ngắt lời của bạch nhược hy mắt ngập nước tràn đầy thù hận nhìn về phía cô xem như doãn nhụy tao có mắt không chồng xui xào tám đời mới có loại bạn thân như mày bạch nhược hy chấn động đau đớn như vạn tiễn xuyên tim cô nắm chặt tay mặt dày chịu đựng lời chửi mắng của cô ta đây là điều mà cô đáng phải chịu Doãn Nhụy đứng dậy, tức giận cầm cốc cà phê hất lên mặt của Bạch Nhược Hy. Thoát một cái, cà phê không thương tiếc mà bị hắt toàn bộ lên mặt của Bạch Nhược Hy. Cô cứng đơ người, nhắm chặt mắt, cả mặt và áo đều dính cà phê. Trong hơi thở toàn là mùi cà phê, nước từ mặt chảy xuống, từ từ xuống áo, nhếch nhác không chịu nổi. Bộ dạng thảm hại của cô cũng thu hút ánh mắt của khách ở bốn phía. Cô không hề động đậy mà im lặng ngồi, nhắm chặt mắt lại. Doãn Nhụy hung hăng đặt ly không xuống bàn, rồi cầm lấy túi đeo lên vai, bỏ lại một câu: Bạch Nhược Hi, mày cứ tự làm theo ý mày. Dành đàn ông của người khác, mày cũng không có kết cục đẹp đẽ gì đâu. Doãn Nhụy xoay người tức giận dậm chân, không hề do dự mà rời khỏi. Lương Tâm rào Bạch Nhược Hi mới từ từ mở mắt, rút ra tờ khăn giấy trên bàn mà nhẹ nhàng lau cà phê trên mặt. Bây giờ cô cảm thấy rất uất ức nhưng quả thật cô đã trở thành người con gái không có đạo đức rồi con đường mà cô đã chọn cho dù có chịu hết lời mắng trời của mọi người cho dù cuối cùng không có kết cục tốt cô cũng mỉm cười mà đi tiếp lau sạch cà phê trên mặt rồi cô mới cầm túi lên bỏ qua sự trì trò của người khác mà đi thanh toán rồi rời khỏi quán cô lúng túng đi giữa đường lớn bởi vì cả người đầy cà phê mà thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý của người khác nếu như về nhà với bộ dạng này nhất định sẽ khiến cho người nhà lo lắng. Anh hai cũng sẽ gạn hỏi tới cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạch Nhược Hy không muốn rước lấy phiền toái nên ghé vào một tiệm quần áo mà mua cái áo mới. Sau đó thuê một phòng ở khách sạn mà tắm gội sạch sẽ. Đêm khuya, trăng sáng giao thưa, cảnh vật im lìm không tiếng động. Ánh đèn biệt thự nhà họ Kiều sắp tàn, đã không có bất cứ âm thanh nào. Lúc Bạch Nhược Hy trở về biệt thự thì mọi người đã ngủ hết rồi. Thân thể cô mệt mỏi không sức, bước chân cũng nặng nề. Mỗi bước đi đều cảm thấy rất đau khổ. Tim mệt rồi, thân thể cũng mệt mỏi. Cô chỉ muốn tìm một bờ vai mà dựa vào. Cô đi đến trước cửa phòng của Kiều Huyền Thạc, rồi đột nhiên dừng lại. Cả người nhìn về phía tấm rèm cửa, im lặng một hồi lâu. Cô còn đang đấu tranh, đang xoắn suýt, đang do dự. Thế nhưng cô vẫn nghe theo con tim đi về phía trước, không gõ cửa mà trực tiếp mở ra, giống như tiến vào phòng của bản thân rồi đóng cửa lại. Kiều huyền thạc đang ngồi trên ghế sofa coi tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa, trong phút chốc nhìn thấy Bạch Nhược Hy tiến vào, anh liền không nhìn được mà kinh ngạc. Ánh mắt anh tràn đầy vẻ khó hiểu, nghi ngờ nhìn Bạch Nhược Hy. Cô đóng cửa, treo túi lên bên cạnh, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Kiều Huyền Thạc thậm chí hoài nghi có phải cô đi nhầm phòng rồi không? Hành động tự nhiên liền mạch như vậy. Anh muốn đợi xem, lúc cô nhìn thấy anh thì sẽ có biểu cảm như thế nào? Kết quả, Bạch Nhược Hy liền nhào thẳng vào chỗ của anh. Anh ngây ngốc, đột nhiên Bạch Nhược Hy bồ nhào vào lòng anh bởi vì ôm lấy cổ mà khiến anh ngã xuống ghế sofa. Tim anh hơi chấn động, cả người cứng nhắc, sắp tài liệu trong tay cũng rời khỏi tay mà rơi xuống đất hơi thở trở nên hỗn loạn. Anh cứng đơ người không dám tin, không động đậy mà ngây ngốc hồi lâu. Bạch Nhược Hy nằm sắp lên người anh, dán chặt lên ngực anh. Từ đầu tới cuối đều không dám nhìn ánh mắt của anh, nhưng lại làm ra chuyện to gan lớn mật như vậy. Cô thật sự vẫn là Bạch Nhược Hy buổi sáng, bởi vì một cái hôn mà đỏ mặt cả nửa ngày sao. Kiều Huyền Thạc được yêu thương mà cảm thấy sợ hãi, cứng nhắc một hồi lâu, tay mới run rẩy chạm tới gần người cô, yết hầu động đậy cuối cùng vẫn đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn dịu dàng nói nhược hy sao vậy anh ba em mệt quá bạch nhược hy vùi đầu vào ngực anh lúc này cô rất muốn khóc nhưng miễn cưỡng nhịn xuống tâm tình đang xuống dốc mà thì thầm nói em đến sạc pin cho anh đây nghe thấy từ này kiều huyền thạc vui vẻ nở nụ cười trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào chưa từng có ánh mắt cũng trở nên dịu dàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô người em gái dễ thương trước kia của anh có phải đã quay trở về rồi không cái người lúc nhỏ vào phòng không bao giờ gõ cửa lén la lén lút trèo lên giường anh con bé mặt dày có đuổi thế nào thì cũng không đi đã trở lại rồi sao bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi thuận thế vỗ về anh từ từ cúi xuống nhìn gò má cô đúng lúc nhìn thấy cô đang nhắm mắt gương mặt còn hơi đỏ lên mùi hương thoang thoảng như mới vừa tắm gội không lâu xộc vào mũi anh cô rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về ngay cả túi cũng để trong phòng thế mà đã thay quần áo rồi trên người còn mang theo mùi hương tắm gội chưa lâu cô đã đi đâu vậy kiều huyền thạc nhỏ giọng hỏi bạch nhược khi không trả lời anh mà áp vào ngực của anh để nhìn thấy vị trí nào càng thoải mái hơn một chút anh cũng không hỏi thêm lần nữa không cần biết cô đi đâu cuối cùng vẫn biết đường quay về trong vòng tay anh là đủ rồi không khí trở nên yên tĩnh tiếng hít thở của bạch nhược khi cũng ổn định vững vàng mà hơi thở của kiều huyền thạc càng ngày càng gấp gáp thân thể đang từ từ phản ứng lại anh cũng muốn trong sáng thế nhưng người đẹp trong lòng nếu như anh không có chút phản ứng nào thì không phải là đàn ông rồi Kiều Huyền Thạc dịu dàng hôn lên trán của Bạch Nhược Khi một cái, ép xuống ý muốn điên cuồng, anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, một tay khác ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí trong lòng anh. Động tác của anh nhẹ nhàng mà dịu dàng, ôm lấy cô từ trên sofa rồi đi về phía giường lớn. Anh dùng chân đá chăn rồi nhẹ nhàng đặt Bạch Nhược Khi đang ngủ say lên giường, một tay xoa xoa túi quần cô rồi móc điện thoại ra từ bên trong để lên bàn. Sau đó, anh cởi giày và vớ rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh mới tắt đèn mà mở đèn ngủ. Ánh đèn vàng dịu dịu mà ấm áp, càng thích hợp để ngủ say. Kiều Huyền Thạc từ một bên khác mà vén chăn ra nằm xuống, anh gác tay lên đầu, im lặng mà nhìn cô. Hai người duy trì một khoảng cách an toàn nhất định. Ánh đèn vàng ấm áp rất tối, nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp đang ngủ say đầy ngọt ngào của cô đường nét trên gương mặt tinh tế mà thành nhã trên người cô luôn luôn lộ ra chút yếu đuối và thẹn thùng chút kiên cường và dũng cảm lại có chút dễ thương và hoạt bát anh không biết đã yêu người con gái này ở điểm nào chỉ biết là từ nhỏ đã tự nhiên mà thích cô rồi cô ngủ rất say rất sâu ánh mắt anh nhìn cô trở nên mông lung thời gian như ngừng lại rồi trở về khoảnh khắc ngày xưa trong trí nhớ của anh hình dáng của mẹ đã mơ hồ điều duy nhất có thể nhớ được về bà là một người phụ nữ rất dịu dàng rất lương thiện vòng tay ôm anh rất mềm rất thơm khiến anh vô cùng lưu luyến mẹ đeo cho anh một sợi dây chuyền rồi cười nói đợi tiểu thạc nhà chúng ta lớn rồi phải đem sợi dây chuyền này giao lại cho vợ của con không thể tùy tiện mà cho người khác coi có biết không cái này là cái gì vậy mẹ nó gọi là vĩnh hằng là một bảo vật vô giá là vật có lý lịch và giá trị không tầm thường là tổ tiên lúc trước của bà nội mẹ lưu lại nó có một câu chuyện tình yêu rất cảm động động lòng người người có được nó nhất định sẽ hạnh phúc vậy mẹ ở lại đi mẹ sẽ hạnh phúc thôi tiểu thạc mẹ không thể ở bên cạnh con nữa mẹ phải rời đi con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mẹ muốn đi đâu vậy mẹ ơi sáng sớm ánh nắng ban mai ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống ban công khiến cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng trên chiếc giường lớn màu xám cho tẻ nhạt có một thân hình nhỏ bé đang gối đầu lên ngực của kiều huyền thạc nửa bên ép sát đến nỗi gió thổi không lọt thời gian đã điểm bảy giờ ba mươi phút kiều huyền thạc đã sớm tỉnh lại im lặng nằm trên giường để người con gái trong lòng tiếp tục ngủ say nhìn trần nhà ánh mắt anh trở nên âm trầm tìm giống như tiến vào động sâu không đáy, nặng nề chìm xuống đáy vực. Rất nhiều năm rồi, anh không mơ thấy mẹ, cho nên bây giờ trong lòng có chút đau đớn. Sau khi ly hôn với bà, bà cũng chưa từng xuất hiện. Dựa vào quyền thế của anh, cũng cha không ra người ở đâu. Bà giống như đột nhiên biến mất khỏi trái đất, không có tin tức báo tử, không có dấu vết, cũng như không có bất kỳ manh mối nào. Anh ba, một giọng nói mềm mại truyền đến kéo Kiều Huyền Thạc quay trở về thực tại. Mạch Nhược Hy đã ngồi dậy từ trong lòng anh, cô càng thẳng dùng hai tay vuốt mớ tóc rối rồi xếp bằng ngồi lên giường. Ánh mắt cô trở nên thẹn thùng, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Không ngủ thêm chút nữa sao? Kiều Huyền Thạc chống lưng ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt của cô rồi nhỏ nhẹ nói, "Còn rất sớm mà." "Không, em còn phải đi ra ngoài." bạch nhược khi ngượng ngùng cúi đầu cô nhìn quần áo của mình thấy cả người đều hoàn chỉnh, không dây dịch chút nào mới an tâm lại một chút đi làm sao dạ bạch nhược khi gật đầu không dám nói với anh chuyện cô nộp đơn thi kiều huyền thạc im lặng nhìn gương mặt ngái ngủ còn chưa tỉnh táo của cô trong lười biếng mang theo sự thanh nhã cảm giác có thể nhìn cô tỉnh lại từ trên giường của mình thật sự rất tốt bạch nhược khi bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn thẳng liền cảm thấy không được tự nhiên cô ngượng ngùng nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác nói sao tối qua anh không gọi em dậy ngủ trên giường của chồng mình là chuyện rất bình thường cô không cần phải để ý nhiều kiều huyền thạc nói vô cùng chính đáng hai chữ chồng mình khiến mặt của bạch nhược khi càng thêm đỏ lại vẫn không có cách nào thích ứng với thân phận này làm anh ba nửa đời của cô bây giờ lại đột nhiên biến thành chồng chuyện này quá đường đột nên luôn luôn khiến cô cảm thấy xấu hổ. Bạch Nhược khi vén chăn xuống giường, quay lưng lại với anh nói. Anh ba, em về phòng trước đây. Nhược khi Dạ. Bạch Nhược khi lập tức trả lời, xoay người nhìn anh. Kiều Huyền Thạc xuống giường, anh đút hai tay vào túi rồi đứng từ trên nhìn xuống hai mắt của cô. Ánh mắt lãnh đạm nhưng lại vô cùng ôn hòa, từ từ nói. Lúc nào cô muốn sạc pin đều có thể đến tìm tôi. Bạch Nhược Hy ngây ngốc, gò má thoát cái đỏ hồng rồi mím môi cười gật đầu ánh mắt ngại ngùng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh cô xoay người rời khỏi trở về phòng mình rồi tắm rửa bạch nhược khi đứng trước gương nhìn bản thân trước mặt gương mặt của cô đỏ hồng trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc trước kia luôn luôn suy nghĩ vì người khác còn bây giờ thì cô cảm thấy bản thân cũng nên tranh giành một chút không cần phải để ý tới cảm giác của người khác nữa mà giành lấy hạnh phúc thuộc về bản thân giành lấy thứ mà bản thân cô muốn có sau khi tắm gội xong bạch nhược khi mới đổi một bộ đồ thể dục đeo túi đi ra ngoài tâm tình vui vẻ cho nên bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng xuống lầu có hai người đang ngồi trong phòng là cha dượng và mẹ cô cô vừa muốn đi chào hỏi dì thu tiến vào cửa còn mang theo một người đàn ông mà bóng dáng thân thuộc của người đàn ông này khiến cô cả kinh. Tinh thần nhìn thấy Bạch Nhược Hy, ánh mắt lạnh lùng liền biến thành nghiêm túc như nhìn thấy ông chủ. Anh ta đứng nghiêm trước mặt cô mà chào hỏi. Chào buổi sáng, cô ba. Bạch Nhược Hy bị dọa tới nỗi sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Mà An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên còn tưởng bản thân đã nghe nhầm cái gì rồi. Liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần. An Hiểu biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng tức giận. Kiều Nhất Xuyên ngược lại, phản ứng chậm nửa nhịp, cười nói. Hoa già là phụ tá của huyền thạc nhà chúng ta. Bên kia là em gái của huyền thạc. Cậu gọi sai rồi. Tinh thần giữ người mới biết. Bản thân tự rước lấy phiền vức rồi. Cho nên vẫn cung kính nói. Xin lỗi. Có việc công sao? Kiều Nhất Xuyên hỏi. Dạ, phải. Tinh thần cứng nhắc như khúc gỗ. Không có nửa điểm tươi cười. Kiều Nhất Xuyên mỉm cười cũng từ từ trở nên cứng nhắc. Sau đó liền vội vàng, chỉ dì thu nói mau dẫn phụ tá đi tìm huyền thạc việc công không thể chậm trễ dì thu làm ra động tác mời mời cậu đi bên này tinh thần cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu chào tạm biệt với bạch nhược hy nhưng cũng không dám nói câu nào nữa bạch nhược hy ngại ngùng không biết làm thế nào tinh thần lên lầu với dì thu bạch nhược hy cũng không dám đi ăn sáng nên mới yếu ớt đi về phía cửa mày đứng đó an hiểu tức giận hét lên một câu giọng nói giống như có thể xuyên thùng cả mảng nhĩ Bạch Nhược khi cứng đơ, bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Cô đứng thẳng người cứng nhắc, một bước cũng không đi. Mày ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn hỏi mày. An Hiểu đứng dậy, thở hồn hển, bắn nhanh nhạy như thề đã sớm phát giác ra có chuyện gì không đúng. Bạch Nhược Hy hít sâu, im lặng nhìn An Hiểu, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. Mẹ, con có chuyện gấp, phải ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì trở về rồi nói. Việc gì gấp đều để sang một bên, mày phải giải thích cho mẹ tại sao quan bình phụ tá vừa rồi lại gọi mày là cô ba chứ lời của an hiểu khiến kiều nhất xuyên vốn còn đang mơ hồ càng thêm kinh ngạc sau đó ông cũng tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cũng rất căng thẳng nhìn về phía bạch nhược hy thái độ hỏi tội của cha mẹ khiến lòng của bạch nhược hy rất khó chịu cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trở thành tội nhân rồi cho nên cũng không sợ hãi quá nhiều Giọng điệu của cô lạnh nhạt không nhanh không chậm. Mẹ có thể đi hỏi tinh thần. Hỏi anh ta tại sao lại gọi con như vậy. Vậy mẹ gọi anh ta ra đây. An Hiểu tức giận chỉ vào phòng khách. Kiều Nhất Xuyên gấp gáp kéo tay của An Hiểu. Nhỏ giọng khuyên bảo. Sĩ quan phụ tá người ta đến vì có chuyện. Bà đừng có như thế. Thái độ của Bạch Nhược Khi cũng lạnh nhạt. Trả lời lại một câu với An Hiểu. Con rất bận. Mẹ muốn biết cái gì thì tự đi mà hỏi. Nói xong, Bạch Nhược khi không hề do dự mà đi ra cửa. Mày đứng lại đó! An Hiểu hét lên một tiếng, thế nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân của Bạch Nhược khi. Cô vừa đi ra cửa, An Hiểu đã tức giận bừng bừng đuổi theo. Cửa lớn bị người ta đẩy ra. Hai người một trước một sau đột nhiên ngừng lại mà sững sờ nhìn hai người vừa tiến vào cửa. Doãn âm kéo vali đi cùng với Doãn Nhụy bước vào. Trên mặt của bọn họ toàn là ý cười ôn hòa. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của Bạch Nhược Hy trở nên trắng bệch, một cảm giác không hay xông lên đỉnh đầu. An Hiểu vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ, mà lúc này trở mặt nhanh hơn cả thời tiết. Chỉ một chốc, liền trời xanh quang đãng lộ ra nụ cười tươi giói. Doãn nhụy rất khách khí mà chào hỏi. Chào buổi sáng. Gì? Nhược khi Bạch Nhược khi cảm thấy nụ cười tươi giói này khiến cô rất chán ghét. Lần trước còn hất cà phê vào người cô, nói dùi xèo tám đời mới có người bạn như cô, Thế mà chưa tới hai ngày đã giống như biến thành người khác rồi. An Hiểu tươi cười hoan nghênh. Tiểu nhụy à, con đến rồi sao? Đây là... Bà nghi ngờ chỉ về phía vali trong tay Doãn nhụy, thể hiện rõ sự khó hiểu. Doãn âm kéo vali vào phòng khách, lúc đi ngang qua bên người Bạch Nhược Hy mới cố ý nói. Em còn muốn đến ở với con mấy ngày, hai chị em tụi con rất lâu rồi, không có tụ họp với nhau. Trong lòng của Bạch Nhược Hy giật thoát một cái, cô cảm thấy phiền muộn khôn tả. Chỉ cảm thấy trong lời nói của chị ta có dụng ý khác. Mỗi ngày Doãn Âm đều phải đi làm. Làm gì có thời gian mà chơi với Doãn Nhụy, ăn không ngồi rồi ở đây. An Hiểu vui mừng khôn xiết, rồi nắm lấy tay của Doãn Nhụy, kéo vào trong phòng khách. Trong chốc lát, bà vui tới nỗi quên mất sự tồn tại của Bạch Nhược Hy mà hô to gọi nhỏ với đầu bếp. Dì Thu, bảo người làm dọn dẹp một phòng cho khách, rồi đem hành lý của Tiểu Nhụy lên đó đi người làm và dì thu liền vội vàng chạy ra ngoài giúp đỡ. Hai người nhìn thấy Doãn Nhụy mang theo hành lý đến, đều lộ ra nụ cười chào đón. Kiều Nhất Xuyên cũng mỉm cười. Doãn Nhụy sau khi lại gần mới lễ phép chào hỏi. Trúc chú buổi sáng tốt lành. Kiều Nhất Xuyên nói: Hoan nghênh, hoan nghênh. Doãn Nhụy còn về lại đây thêm mấy ngày. Bà mẹ chồng này của con mỗi ngày đều nhắc, không biết lúc nào Huyền Thạc mới đưa con về nhà đó. Mấy lời lại nhải của bà ấy đều khiến cho thần kinh của bác mệt mỏi hết cả lên. Doãn nhụy và doãn âm cùng cười cùng nhau đi vào trong phòng khách ngồi xuống. Người làm dâng trà và điểm tâm lên. Bốn người liền ngồi xuống vừa nói vừa cười. nhảy giọng khách khí mà giao lưu. Cảnh tượng trong phòng khách liền trở nên ấm áp mà tự nhiên đến lạ. Bạch Nhược Hy vẫn luôn luôn đứng ngây người trước cửa. Cứ như thế mà nhìn bọn họ trò chuyện với nhau. Giống như bụi bặm bị người khác quên trong góc. Cô không có cảm xúc gì quá nhiều, dù sao thì cô cũng đã quen rồi. Quen bị phớt lờ, bị quên lãng. Cô thở ra một hơi phiền muộn rồi xoay người thay giày. Bước chân nặng nề rời khỏi nhà họ Kiều. Có lẽ cô đã mơ hồ hiểu được dụng ý của Doãn Nhụy rồi. Bây giờ cô không muốn tiếp tục ly hôn với Kiều Huyền Thạc nữa. Doãn Nhụy muốn tự mình ra trận, tới gần ban công mà tước đoạt ánh trăng là muốn dành Kiều Huyền Thạc trở về. Nhưng anh căn bàn là không thuộc về Bạch Nhược Hy, cho dù doãn nhụy dùng biện pháp gì khiến anh hồi tâm chuyển ý, cô cũng đều cảm thấy không sao. Cô vui vẻ tiếp nhận doãn nhụy vào sống ở nhà họ Kiều, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn không vui. Đã tới thì an tâm ở lại. Trong phòng, tinh thần giao tài liệu trong tay cho Kiều Huyền Thạc rồi cung kính nói, cậu bà đã tìm thấy người làm nghỉ việc ở vườn phía Bắc rồi. Bên trên là tài liệu mà tôi đã điều tra. Cầu xem một chút đi. Kiều Huyền Thạc lập tức nhận lấy tài liệu, vừa lật vừa hỏi. Tìm ra ở đâu? Bọn họ đi du lịch nước ngoài rồi. Nghe nói sau khi nghỉ việc, còn nhận được một khoản trợ cấp không nhỏ. Kiều Huyền Thạc biết nhân viên bị sa thải đều có tiền trợ cấp. Điểm này ngược lại không có vấn đề gì. Mở tài liệu, anh mới nghiêm túc nhìn một lượt. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện ra cái gì. Mà nguyên nhân bị sa thải là... Chủ bị giết hai người lại không hay biết gì, không biết bảo vệ trù cho tốt mà bị sa thải. Người sa thải bọn họ là ông nội. Ông ra lệnh cho hai người bọn họ rời khỏi hiện trường vụ án. Người xử lý hồ bơi trên lầu là thím hai đã chết của anh. Lý do là có người lạc mất con mèo để nó chết trong hồ bơi. Hai người làm không có bất cứ chỗ nào khả nghi. Kiều Huyền Thạc đóng tài liệu, từ từ nhìn về phía tinh thần hỏi. Cậu cảm thấy hai người làm đó có nói dối không? không giống như là nói dối nguyên nhân bọn họ không ở hiện trường là do người chết kêu họ đi không phải là hung thủ cố ý đẩy bọn họ đi tôi cảm thấy cha không ra cái gì từ trên người của bọn họ kiều huyền thạc dựa vào ghế trao mày trầm tư suy nghĩ trên gương mặt góc cạnh rõ ràng mang theo chút nghiêm khắc sắc mặt nghiêm trọng tinh thần đứng nghiêm không động đậy đợi anh phân phó qua hồi lâu kiều huyền thạc mới thì thào hỏi sao con mèo lại lạc vào hồ bơi rồi chết ở đó chứ? bọn họ nói không biết. mảnh mối bị đứt đoạn như vậy sao? tinh thần im lặng từ từ nói vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? đợi. tinh thần im lặng hồi lâu lại hỏi vậy chuyện chủ tịch nước giao chúng ta nên điều tra theo hướng nào? kiều huyền thạc trao mày, ánh mắt mơ màng nhìn mặt bàn, sự im lặng khiến cho người khác hoảng sợ. sau đó anh mới nhẹ nhàng nói chuyện của phật châu không gấp hung thù một ngày còn chưa nổi lên mặt nước phật châu sẽ không có manh mối đâu viên phật châu này có liên quan tới hung thủ giết người sao kiều huyền thạc phớt lờ câu hỏi của tinh thần mà lộ ra nụ cười gầy nụ cười này khiến cho người khác có cảm giác rất trầm biếm ai cũng không nghĩ cái chết của thím hai có liên quan tới một viên ngọc có ảnh hưởng tới an nguy của một quốc gia thế nhưng không ngờ bên trong đó lại có mối quan hệ nào đó tiếp tục đợi hắn đã bắt đầu hành động rồi kiều huyền thạc bình tĩnh như nước không có chút cảm giác cấp bách nào tinh thần đáp ứng một tiếng rồi chờ phân phó kiều huyền thạc trầm tư hồi lâu rồi lại lật tài liệu xem lần nữa sau đó anh mới thì thầm nói cậu quay về trước đi tiếp tục điều tra chuyện này xảy ra chuyện gì thì thông báo cho tôi biết rõ sau khi tinh thần chào hỏi mới xoay người chuẩn bị rời khỏi tuy nhiên anh ta mới xoay người liền đột nhiên nhớ tới một chuyện nên lại quay đầu đối diện với Kiều Huyền Thạc căng thẳng nói. Cậu ba, vừa rồi tôi... Kiều Huyền Thạc sững người, nhướng mày nhìn về phía tinh thần, ánh mắt nghiêm khắc khiến lời nói của tinh thần bị nghẹn trong cổ họng. Sau đó trong phút chốc liền biến mất, khiến anh ta lộ ra vẻ khó xử. Chuyện gì? Kiều Huyền Thạc không nhẫn nại hỏi. Tinh thần xoắn suýt hồi lâu mới yếu ớt mở miệng lúc tôi mới vào cửa liền chạm phải cô ba tôi gọi cô một tiếng cô ba thế nhưng hình như cha mẹ cậu đối với cô ba kiều huyền thạc ngừng phát đầu sắc mặt trầm xuống ánh mắt trở nên lạnh lẽo anh trao mày trong phút chốc khiến khí lạnh khiếp người tràn ra khắp phòng khách khiến người khác cảm thấy không khí như sắp kết thành băng nói xong tinh thần úp úp mờ mờ không dám nói thêm nữa anh biết bản thân gây họa rồi nên mới căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Xin lỗi, cậu ba. Tinh thần thấy cơn tức giận trong ánh mắt nghiêm khắc của Kiều Huyền Thạc liền vội vàng xin lỗi. Kiều Huyền Thạc đứng dậy, hai tay đút vào túi đi ra khỏi bàn làm việc mới lạnh lùng nói. Đối với Nhược Hy thế nào? Tinh thần vội vàng bổ sung. Lúc tôi bước vào có nghe thấy chút tiếng động, hình như là tức giận với cô ba. Hai tay của Kiều Huyền Thạc đút vào túi, anh đi đến trước mặt của tinh thần, ngồi dựa vào cạnh bàn, Dòng điều lạnh lùng chậm rãi nói Chuyện tôi và Nhược Hy kết hôn Ngoại trừ Doãn Nhụy và người trong quân đội của chúng ta Người khác đều không biết Nhưng Nhược Hy nói Ông tôi đã biết rồi Tinh thần nghi hoặc Ý của cậu ba là gì Kiều Huyền Thạc nghiêm khắc nói Đối với tôi mà nói thì không có vấn đề gì Nhưng Nhược Hy vô cùng sợ bị người nhà biết được chuyện này Tôi không hy vọng cô ấy vì chuyện này mà buồn giàu Cho nên lần sau nhớ chú ý một chút Rõ tinh thần lập tức trả lời. Còn nữa, tin tức của ông nội tôi lấy được từ đâu? Cậu điều tra cái này cho tôi. Kiều Huyền Thạc nheo mắt lại, ánh mắt cao thâm khó lường, lộ ra vẻ nghi ngờ. Không lẽ là cô Doãn Nhụy làm lộ ra sao? Dù sao thì cô ấy... Không phải là cô ta. Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời, quả quyết phán đoán. Cô ta là người phụ nữ rất thông minh, cho nên sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu như cô ta muốn để người khác biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không chính miệng nói ra ngoài tinh thần giật mình tình ngộ căng thẳng nói cậu ba có phải cậu nghi ngờ bên người cậu có tai mắt của ông không khóe miệng của kiều huyền thạc lại lộ ra một nụ cười như có như không anh đi ra ban công nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài rồi như người mở miệng mặc dù ông nội già rồi nhưng vẫn nắm trong tay số phận của toàn bộ người nhà họ kiều Ông đã 80 mà vẫn còn nắm chặt quyền giải quyết mọi chuyện quan trọng của công ty trong tay. Cho tới nay, ông vẫn luôn luôn là người có giã tâm. Tinh thần cung kính giơ ba ngón tay, làm ra động tác thề với trời. Căng thẳng nói, tinh thần tuyệt đối trung thành với cậu ba, hoàn toàn không hài lòng. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc bình tĩnh, không có nửa phần ấm áp. Ừ, tôi tin cậu. Tinh thần thở vào một hơi, cảm ơn cậu ba. Đây chỉ là lời an ủi bình thường. Trừ bản thân ra, Kiều Huyền Thạc không hề tin tưởng người khác trăm phần trăm. Đây là lý do tính cách vô cùng cẩn thận của anh mà xa. Thời gian đã là 10 giờ rưỡi. Kiều Huyền Thạc cũng đã làm xong việc của mình. Sau đó cùng với tinh thần đi ra khỏi phòng đọc sách. Những người đang ngồi ở đó nói chuyện trong phòng khách đều nhướng mắt nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Doãn Nhụy đứng dậy, mỉm cười nhìn Kiều Huyền Thạc rồi dịu dàng chào hỏi. Chào buổi trưa, Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc không có phản ứng gì nhiều. Ánh mắt anh hoàn toàn không chút độ ấm nào mà lạnh nhạt trả lời lại một tiếng. Ừ. Giọng điệu xa cách khiến Doãn Nhụy nhất thời xấu hổ. Chỉ đành nở nụ cười gượng gạo. An Hiểu đứng dậy, khách khí, cười với tinh thần. Sĩ quan phụ tá ở nhà chúng tôi ăn xong bữa trưa rồi hẵng đi. Tinh thần cung kính cũng khách khí nói. Cảm ơn bác. Còn còn có chút chuyện phải làm nên không thể dùng bữa là người thì đều phải ăn cơm, không cần gấp gáp làm gì." An Hiểu vô cùng nhiệt tình, Tinh Thần lộ ra vẻ bất lực, "Thật sự không cần đâu, cảm ơn bác nhiều lắm." Kiều Huyền Thạc không nhanh không chậm, mở miệng giúp Tinh Thần giải vây, "Loại nhiệt tình đầy phiền chán này, cậu về trước đi." "Rõ." Tinh Thần tuân mệnh, lập tức bước nhanh ra khỏi cửa. Kiều Huyền Thạc đã mở miệng bảo Tinh Thần đi rồi, An Hiểu cũng không giữ lại làm gì nữa. Bà ngượng ngùng chưa đầy một phút đã lại mỉm cười nói với Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, Tiểu Nhụy muốn đến ở nhà chúng ta vài ngày, còn là chủ nhà, nếu như rảnh thì chơi với nó nhiều một chút. Ánh mắt sắc bén của Kiều Huyền Thạc nhìn về phía Doãn Nhụy, chân mày không nhìn được mà trao lại. Anh hoàn toàn không phản đối gì Doãn Nhụy, dù sao người con gái này cũng đã từng cứu anh một mạng. Cho dù anh đã từng nói không cưới cô ta thì ơn cứu mạng cũng vẫn còn đó. Có điều thời điểm quan trọng này, tại sao cô ta lại đột nhiên muốn ở lại nhà họ Kiều chứ? Quan hệ giữa anh và Bạch Nhược khi chỉ vừa mới tốt lên một chút, cô ta tới rõ ràng là không có đơn giản như vậy. Kiều Huyền Thạc còn chưa mở miệng nói chuyện, Doãn Nhụy đã cướp lời trước. Gì à, Huyền Thạc bận biểu công việc, không cần anh ấy bỏ thời gian ra chơi với con đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, mọi người không cần phải lo lắng nhiều cho con làm gì. An Hiểu nắm lấy tay của Doãn Nhụy, nhẹ giọng cảm khái người con gái hiểu chuyện như con thật sự rất ít đó doãn nhụy cười mà như không cười nói ánh mắt nhìn an hiểu rất hiền lành ngoan ngoãn doãn ầm ngồi bên cạnh hai tay ôm ngực tươi cười hòa nhã nói em à em sắp kết hôn với cậu ba rồi còn khách khí với chồng tương lai của mình làm cái gì ánh mắt của doãn nhụy trở nên trầm xuống nụ cười cũng dần dần biến mất ánh mắt bi thương nhìn về phía kiều huyền thạc Bồ dạng như có gì muốn nói. Sắc mặt cô ta quá tệ, trong nhất thời thu hút sự chú ý của An Hiểu. An Hiểu nhíu mày, nghiêm túc quan sát Doãn Nhụy, rồi nhỏ giọng hỏi. Tiểu Nhụy, còn sao vậy? Doãn Nhụy cười khổ, nói với Doãn Âm. Chị à, đừng có mở miệng ra là nói hai chữ kết hôn như vậy. Mấy lời cũ dích này sau này có thể đừng nhắc lại được không? Doãn Âm dững người, cũng có cảm giác không yên như An Hiểu nên nhìn về phía kiều huyền thạc kiều huyền thạc từ trong phòng khách đi qua rồi dừng lại gương mặt đẹp trai lại lạnh lùng như băng không nề mặt bất kỳ ai lạnh nhạt nói một câu tụi con sẽ không kết hôn nữa cậu doãn âm tức giận đứng bật dậy hơi cắn môi nén giận doãn nhụy kéo tay của chị ngăn cản chị mình tức giận ánh mắt cầu xin mà nhìn chị lắc lắc đầu nói tỏ ý ra hiệu cho chị ta không nên xúc động cũng không nên tức giận an hiểu biến sắc kinh ngạc nhìn kiều huyền thạc rồi lại thì thào nói con không kết hôn với doãn nhụy sao con đùa có phải không mẹ nghĩ con đang đùa sao kiều huyền thạc nhìn về phía an hiểu mang theo chút tức giận an hiểu ngây ngốc bà nghĩ đến các dấu hiệu từ trước tới giờ nhất thời liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện sắc mặt vô cùng khó coi bà im lặng hồi lâu mới tức giận hỏi tội huyền thạc tiểu nhị có chỗ nào mà không tốt chứ có chỗ nào không xứng với con giọng điệu của kiều huyền thạc có chút chế diễu mẹ à mẹ có dành thì quan tâm tới con gái của mẹ nhiều một chút con gái nhà người ta tự có cha mẹ người ta lo mẹ không phải lo lắng thái quá rồi sao an hiểu bị nói tới sững sờ cả người cứng nhắc sắc mặt của bà ta vô cùng khó coi ánh mắt tràn đầy tức giận nhưng không có chỗ chút ra ngoài lời của kiều huyền thạc cũng không phải là không có lý lập trường của bà ta rõ ràng đã sai mười mươi rồi doãn âm cũng không tiện nói gì kiều huyền thạc ngược lại chỉ có thể tức giận mà thôi an hiểu tiếp tục im lặng doãn âm nhẹ nhàng kéo áo an hiểu nhìn thẳng vào mắt của bà tỏ ý muốn bà lấy thân phận làm cha mẹ mà nói giúp cô ta một chút an hiểu có chút khó xử nhìn sắc mặt căm tức của con dâu lớn lại nhìn ánh mắt của doãn nhụy vì uất ức mà đã sắp rơi nước mắt qua hồi lâu an hiểu mới nghiêm túc hỏi kiều huyền thạc huyền thạc có phải con vì nhược hy nên mới không muốn kết hôn với doãn nhụy không kiều huyền thạc còn chưa mở miệng doãn nhụy đã cướp lời trước không có liên quan gì tới nhược hy đâu dì đừng trách cậu ấy cậu ấy cậu ấy cậu ấy không có tham gia gì đến chuyện của tụi con hết sắc mặt của doãn âm và an hiểu trong nháy mắt trở nên âm trầm khó coi tới cực điểm trong lòng cũng biết rõ nhất định là có liên quan tới Nhược Hy rồi. Chỉ có điều Kiều Huyền Thạc nghe thấy câu nói này của Doãn Nhụy là cố ý giấu đầu lòi đuôi. Doãn âm nhíu mày, tức giận hỏi, thật sự là có liên quan tới Nhược Hy sao? An Hiểu nắm chặt tay, lừa giận bừng bừng. Mẹ nên sớm phát hiện ra vấn đề mới phải. Cái đứa con gái này luôn gây phiền toái cho người khác. Doãn Nhụy cúi đầu không dám nói chuyện nữa. Tâm trạng có vẻ rất tệ. Bộ dạng vừa cô đơn vừa đau lòng đến đáng thương. Doãn âm nắm lấy tay của An Hiểu thì thầm. Mẹ, còn có chuyện muốn nói với mẹ. Chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện đi. An Hiểu cũng đang có ý này. Giống như là có chuyện gì không thể để cho Kiều Huyền Thạc nghe thấy. Cho nên hai người vội vàng kéo nhau vào trong phòng. 20 phút sau, Bạch Nhược Khi quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trên đầu còn quấn khăn màu trắng. Cô đứng giữa phòng mà cả người đột nhiên cứng đơ thân thể đứng chết chân, nắm chặt lấy cái khăn đang quấn trước ngực. Cô sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường của mình. Khoảnh khắc đó, cô bị dọa tới nỗi, tìm như ngừng lại vài giây. Hơi thở trở nên hỗn loạn, gương mặt trong phút chốc nóng như phát sốt. Cô căng thẳng nói không thành lời. Kiều Huyền Thạc ngồi ở bên mép giường cúi người, tay chống lên đầu gối, đặt lên môi, mắt nhìn xuống dưới đất như đang trầm tư suy nghĩ. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh mới từ từ ngồi thẳng lưng lại, Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chấn động. Ánh mắt anh cũng thay đổi, khẽ cao mày, cố sức che giấu phản ứng trong lòng của bản thân. Anh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Cô như đóa hoa mới nở, đẹp đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Bờ vai trần trắng ngần lộ ra ngoài, khăn cũng không thể che hết được thân hình đầy mê hoặc của cô, khiến ham muốn của anh như sắp bị phá vỡ giới hạn. Đôi chân thon dài khiến người khác không thể rời mắt, có lại cảm giác khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều muốn phun máu mũi tại chỗ. Kiều Huyền Thạc không xác định được cô cao bao nhiêu, nhưng do khăn tắm ngắn nên lộ ra những hình ảnh kích thích thị giác vô cùng. Không phải là thứ mà đàn ông bình thường có thể chịu nổi. Anh đi vào không đúng lúc, trong phút chốc sự ngượng ngùng lan khắp cả phòng, không khí trở nên ngột ngạt giống như thiếu oxy. Tiếng hít thở của hai người cũng trở nên gấp gáp. Anh, anh, anh ba, sao, sao anh lại tới đây? Bạch Nhược khi căng thẳng, giọng nói cũng run run, lỗ tai đều nóng lên. Bị ánh mắt nóng rực của người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, khiến cả người cô đều cảm thấy như muốn phát sốt. Kiều Huyền Thạc muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn khó chịu. Anh đằng hắng, từ từ cúi đầu xuống, một lần nữa chống tay lên gối. Làm vậy, chỉ để tránh không nhìn thấy sự gợi cảm mê người của cô lần nữa mà thôi. Mở cửa vào. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói. Dạ. Bạch Nhược Hy cảm thấy câu nói này của mình có chút ngốc nghếch, Cô quá căng thẳng tới mức quên mất nên phản ứng như thế nào. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc lãnh đạm lộ ra chút nghiêm khắc hỏi. Cô muốn như vậy nói chuyện với tôi hay là bận đồ đàng hoàng rồi mới nói đây? Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn bản thân liền lập tức đi đến trước tù quần áo lấy ra bộ đồ mới rồi xoay người nhìn Kiều Huyền Thạc. Ngừng một lát cô mới căng thẳng nói. Anh ba, anh có thể đi ra ngoài một chút không? Em, em muốn thay đồ. Kiều Huyền Thạc vẫn ngồi im không hề động đậy. Ánh mắt anh mơ màng nhìn vào khoảng không phía trước. Anh im lặng. Nụ cười trên mặt của Bạch Nhược Hy cũng từ từ biến mất. Nhìn thấy thái độ lạnh lùng này của Kiều Huyền Thạc, cô vui mừng không nổi. Anh ba, vậy vậy em đi vào nhà vệ sinh thay đồ trước đây. Anh ở đây đợi em, em... Kiều Huyền Thạc đột nhiên ngắt lời cô, thái độ lạnh đi vài phần. Bây giờ, nói đi. Bạch Nhược Hy ôm quần áo, sững sờ đứng trước mặt anh, nghe ý anh thì có vẻ là không muốn chờ cô một lát. Bạch Nhược Hy kéo kéo khăn tắm và im lặng hồi lâu mới nhắc lại nguyên văn lời nói, đã nói với cha mẹ. Em bị cướp, sau đó bị bắt tới một nơi không người rồi bị bỏ lại, mọi thứ đều bị cướp hết rồi. Đột nhiên Kiều Hiền Thạc đứng dậy, xoay người nhìn cô, thân thể cao lớn của anh mang theo chút mùi vị nguy hiểm, đi về phía cô. Bạch Nhược Hy lùi về phía sau một bước, bởi vì trai giấu sự thật mà căng thẳng hết sức, trột dạ nên không dám nhìn vào mắt anh. Kiều Huyền Thạc đút hai tay vào túi, nghiêm khắc nói. Tốt nhất là cô nói thật với tôi đi, đừng có mà dựng chuyện. Em... Hai tay của Bạch Nhược Hy căng thẳng, nắm khăn tắm, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt sắc bén đó như lưỡi dao khiến người ta sờn tóc gáy, rét lạnh từ đáy lòng. Cô liên tiếp lùi về sau, anh lại càng ép sát lại. Bạch Nhược Hy không có đường lui, cô cảm thấy lưng đã dán chặt lên bức tường lạnh rồi. Da thịt truyền đến cơn lạnh xấu xương. Cô căng thẳng đến nỗi, buông lỏng đồ trong tay xuống, hai tay nắm lấy lồng ngực rắn chắc, ngăn cản anh tiến lại gần thêm nữa. Anh ba, anh... anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng có dọa người như vậy mà. Kiều huyền thạc nắm lấy cánh tay cô, ép chặt lên tường, sự đau đớn bất thình lình khiến cô nhăn mày. Đau tới nỗi hít sâu một ngụm. Đau quá! Nỗi đau giống như tay muốn đứt lìa. Cơn tức giận của người đàn ông này vừa nhìn đã thấy rõ mồn một. Anh không chút mày mày thương hòa tiếc ngọc. Nhau cặp mắt lạnh lùng mà cúi đầu áp sát cô hỏi. Lúc cô cùng với anh hai trước mặt nhiều người như vậy mà ôm ôm ấp ấp. Sao không thấy kháng cự gì? Em... Bạch Nhược Hy muốn nói lại thôi, hơi thở gấp gáp mà hỗn loạn. Lúc này giải thích cũng trở thành cãi chảy cãi cối. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc vô cùng khó coi. Tiếng hít thở của anh cũng trở nên nặng nề. Tim đập khiến lồng ngực nhấp nhô lên xuống mà thở hồn hển. Ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. Càng lúc càng nguy hiểm. Sát khí sắc bén bao trùm lên cả căn phòng. nhiệt độ không khí trong phút chốc cũng muốn đóng bằng. Bạch Nhược Hy cảm thấy cánh tay sắp đứt, đau đớn đến mức ứa nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm khắc của anh, từ từ nói. Anh hai lo lắng cho em, nhìn thấy em an toàn trở về, liền rất kích động. Ôm em một cái thì có làm sao đâu. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Huyền Thạc cắn răng, gần từng câu từng chữ. Tôi đã cảnh cáo cô, phải nhớ lấy thân phận của mình. Bạch Nhược Hy tức giận, kéo kéo cánh tay, không có cách nào trốn thoát mới cắn môi. Cô tức giận nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng nặng nề hơn vài phần. Thân phận của em là anh ép cho đấy. Khi lửa giận lên tới cực điểm, con người đã luôn luôn muốn bùng nổ ra ngoài. Kiều huyền thạc từ từ nhắm mắt, hơi hé môi hít thở. Anh dùng ý chí hết sức kìm nén chính mình. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ bị người con gái này giày vỏ đến phát tiên mắt. Bạch Nhược Hy căng thẳng nhìn anh nhắm mắt, lông mày anh nhíu chặt lại, biểu cảm giống như trong lòng đang đau đớn. Cô cảm thấy bản thân chưa làm cái gì cũng không nói gì quá đáng. Cô chỉ nói đúng sự thật mà thôi, thế mà lần nào cũng có thể chọc anh tức giận tới cực hạn. Đợi hồi lâu, Kiều Huyền Thạc mới thở hát ra một hơi, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo phát ra từ trong cổ họng. Nói với anh hai, cô đã kết hôn rồi, tôi không muốn lại nhìn thấy mấy người có những hành động quá thân mật lần nữa. Không thể nào, Bạch Nhược Hy lập tức cự tuyệt, căng thẳng lắc đầu. Không thể nói với anh hai, anh ấy biết rồi thì cả nhà cũng sẽ biết đến lúc đó mẹ em cũng sẽ biết cô không muốn nói thì tôi nói kiều huyền thạc nheo mắt lại giọng điệu rét lạnh không thể bạch nhược hi căng thẳng hôn lên sợ tới nỗi môi run cầm cập nếu như mọi chuyện lộ ra cô sẽ bị ép ly hôn cô đã rất mệt mỏi rất chán ghét cuộc sống như vậy rồi tình cảnh bây giờ rất tốt ít nhất cô còn có thể tự do làm vợ của kiều huyền thạc dù có lén lén lút lút cả đời này Cô cũng cam tâm tình nguyện Lính trong doanh trại của anh ấy Có thể gọi cô một tiếng cô ba Cô đã rất mãn nguyện rồi Cũng cảm thấy quá đủ Kiều Huyền Thạc cười khẩy Nụ cười đó lạnh lùng như băng Giọng nói lơ đáng, rét lạnh vô cùng Cô đã là vợ của Kiều Huyền Thạc tôi rồi Mà còn ôm mộng ở cùng với anh hai của cô sao Em không có Mạch Nhược Hy sốt ruột buồn miệng nói ra Kiều Huyền Thạc hạ giọng thì thào Chứng minh cho tôi xem đi em không chứng minh được em với anh hai là tình thân không có dơ bẩn như anh nói vậy tụi em lời của kiều huyền thạc sắc bén ngắt lời cô trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp không nỡ buông còn có thể lên giường cái này gọi là tình thân thuần khiết sao âm thanh trong trào vang lên cái tát này của bạch nhược hy vừa gấp vừa nặng nhìn gò má kiều huyền thạc vừa bị cô đánh còn có thể mơ hồ nhìn thấy một dấu tay lòng bàn tay cô đau đớn ngón tay cũng đang run rẩy mắt cô đỏ hoe nỗi đau xé ruột xé gan đến sắp tê liệt cổ họng cũng nóng rát đau đến nỗi một từ cũng không thể nói ra thành lời kiều huyền thạc đứng im sững sờ hồi lâu khóe miệng anh lộ ra một nụ cười khổ cười mà không cười nhưng nụ cười đó lại lạnh khiếp người anh dùng đầu lưỡi đầy đầy má cúi đầu nhìn vào mắt của bạch nhược hy lạnh nhạt hỏi tay đau không Vừa dứt lời trong nháy mắt Bạch Nhược Hy khóc như mưa Nước mắt từ từ rơi xuống má Từng giọt từng giọt óng ánh lăn dài xuống cằm Tay đau mà tim càng đau hơn Cô cố sức cắn môi Kiên cường nhẫn nhịn Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc từ từ nhìn xuống Giọt nước mắt đang rơi xuống cằm cô Nước mắt đơn thuần như vậy Lại không phải là vì anh mà rơi Cổ họng của Bạch Nhược Hy đau đớn khó chịu Nói chuyện cũng không thành tiếng Kiều Huyền Thạc chậm chậm buông tay cô ra Bàn tay run rẩy lau nước mắt cho cô. Khoảnh khắc anh tiến lại gần, Bạch Nhược Khi bị dọa tới nỗi thân thể cứng đờ. Anh hoàn toàn không có ý muốn tổn thương cô, mà chỉ là lau nước mắt, ngón tay nhẹ nhàng lau mà giọng nói lạnh lùng không gì sánh được. "Chuyện âm hiểm nhất mà Kiều Huyền Thạc tôi từng làm là biến cô thành vợ tôi. Cô nhất định không biết được tôi hận cô nhiều tới cỡ nào. Tôi ngang nhiên chặt đứt tương lai của cô, đẩy cô vào địa ngục chính là số mệnh của cô." Tôi tuyệt đối sẽ không thả cô đi, càng không để cô đạt được ý nguyện." Giọng nói của Bạch Nhược khi mắc trong cổ họng, cô liều mạng lắc đầu, nước mắt che mờ cả tầm mắt, giọng nói khàn khàn thì thào, "Tại sao tại sao lại hận em chứ?" Kiều Huyền Thạc không trả lời, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh lạnh lùng mà có tia máu, mơ hồ có nước, nhưng lời nói ra vẫn tuyệt tình như cũ đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô trừ chồng của cô ra cô cách xa mấy thằng đàn ông khác một chút nếu không giọng nói của anh bất giác dừng lại đột nhiên anh nắm chặt tay đấm mạnh về phía trước tốc độ và khí thế dũng mãnh như hổ dọa cô sợ tới nỗi nhắm nghiền mắt lại cô kêu lên một tiếng hai vai run dày mà tiếng gió sắc bén lại chỉ cách gò má cô hai cm dầm một tiếng tiếng xương răng rắc lọt vào trong tay cô âm thanh đó khiến gai ốc cả người đều nổi lên cả người bạch nhược hy từ từ co lại nước mắt càng rơi xuống má dữ dội cô cứ tưởng kiều huyền thạc muốn đánh cô nên nhìn không được mà sợ tới nỗi rơi lệ giọng nói tuyệt tình của kiều huyền thạc vang lên nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết vừa dứt lời anh liền lui về phía sau một bước bỏ hai tay đang nắm chặt xuống anh nhìn cả người bạch nhược hy đang run rẩy sợ tới nỗi khóc thành tiếng mà cũng đau đớn tới ngạt thở. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà hít thở, rồi lại hít thở sâu, trong không khí vàng vất mùi của nước mắt và mùi tanh của máu. Anh xoay người không hề do dự mà ra khỏi cửa. Bạch Nhược Hy yếu ớt mở mắt, tầm mắt mơ hồ, nhìn thân ảnh lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc, tim đau như dao cắt. Đột nhiên cô cả kinh, căng thẳng tiến về phía trước một bước, khóc thành tiếng. Anh! Chữ bà còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô đã dùng hai tay ôm miệng. Sợ hãi mà nhìn nắm tay đầy máu của anh, từng giọt từng giọt rơi xuống đều là vết máu mà anh để lại. Nhìn thấy máu, nước mắt cô càng rơi lã trã không ngừng. Cô quay đầu lại nhìn bức tường, trên tường không dứt mè gì nhưng lại dính đầy máu, khiến cho người nhìn thấy mà kinh hãi. Cô sắp khóc thành tiếng rồi, hai tay bịt miệng, lúng túng đuổi theo ra ngoài thế nhưng chạy được hai bước lại phát hiện trên người vẫn còn cuốn khăn tắm thế là lại quay trở về cô choáng váng ngã xuống giường ánh mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn vào vết máu trên tường nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống giường tim lại đau đớn từng cơn đau tới nỗi lồng ngực đều sắp nứt ra chuyện âm hiểm nhất mà kiều huyền thạc tôi từng làm là khiến cô thành vợ tôi cô nhất định không biết tôi hận cô đến mức nào Giọng nói của Kiều Huyền Thạc vẫn còn làng vàng bên tai, giống như tảng đá ngàn cân, ép cô thở không nổi. Cô thật sự không biết anh hận cô đến mức nào. Cô chỉ biết anh đã hiểu lầm quá nhiều mà thôi. Cô và Kiều Huyền Hạo chưa từng lên giường với nhau, chỉ là cái ôm thâm tình thông thường mà thôi. Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ? Lần trước, lúc cô và anh thiếu chút nữa xảy ra quan hệ, anh cũng nói cô không phải là lần đầu tiên rốt cuộc là lý do gì mà khiến anh lại hiểu lầm như vậy, loại chuyện này không hề có bằng chứng gì mà vẫn bị người ta bôi nhọ. Sự trong trắng của cô sao lại có thể dễ dàng bị nghi ngờ như vậy chứ? Hơn nữa, người đàn ông hiểu lầm cô còn là người cô quan tâm nhất. Bạch Nhược khi nhìn vết máu trên tường từ từ khô lại, cô mới đưa tay lau nước mắt rồi mau chóng bò dậy. Ngồi trên giường im lặng hồi lâu, cô mới lập tức đứng lên, vừa lau nước mắt vừa đi đến bên cạnh bức tường cũng nhặt bộ đồ đánh rơi hồi nãy lên. Cô mau chóng thay đồ rồi tìm thuốc mỡ và băng mà Kiều Huyền Thạc đưa cho mình trước kia. Sau đó vội vàng xông ra ngoài, chạy về phía phòng của Kiều Huyền Thạc. Cô đứng trước cửa phòng gõ vài cái, không hề nghe thấy bên trong có bất cứ tiếng động gì. Lúc này cô mới trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bạch Nhược Hy khóa cửa rồi đi vào giữa phòng. Xa xa đã nhìn thấy Kiều Huyền Thạc vắt ngang nửa người trên giường, hai chân chạm đất, một tay che mắt, tay còn lại thì đang bị thương, đưa ra khỏi chiếc giường, từng giọt từng giọt máu rơi xuống từ mu bàn tay anh, trên sàn cũng đã nhỏ đầy máu tươi. Thân thể hiu quạnh đã cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi, cho dù nghe tiếng cô bước vào rõ ràng như thế, anh cũng không nhúc nhích, chút nào mà im lặng giống như người đã chết. "Anh Ba." Bệnh Nhược Khi thì thào gọi một tiếng, giọng nói khàn khàn chứng tỏ vừa mới khóc xong, sau đó từ từ tiến lại gần. Kiều Huyền Thạc không hề phản ứng. Cô thận trọng bước tới, giọng nói dịu dàng không gì sánh được. Anh ba, anh bị thương rồi. Em giúp anh bôi chút thuốc cầm máu. Anh vẫn không động đậy, khiến người ta có cảm giác giống như ngừng thở, lạnh giống như cái xác không hồn. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chậm chậm tiến lại. Cô cầm lấy khăn từ bên cạnh, rồi quỳ hai gối lên giường. Cô lấy khăn lau sạch sẽ máu trên sàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào xương ngón tay gầy gò của anh. Ngón tay anh thon dài vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng máu chảy loang lổ khiến bàn tay hoàn toàn khác hẳn, tìm cô mơ hồ đau đớn, chỉ là bởi vì anh hai ôm cô không buông trong phòng khách mà anh liền tức giận tới cỡ này, bây giờ tay cũng đều bị thương rồi. Lúc nãy cô nghe thấy tiếng xương vỡ, như vậy thì đau đớn đến nhường nào đây. Vừa nghĩ tới vết thương của anh, đôi mắt cô lại nhịn không được mà ẩm ướt, cô từ từ vươn tay ra khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay tay anh liền hơi run dày phản ứng của anh cũng dọa bạch nhược khi sợ một hồi nên ngừng lại cô ngẩng đầu nhìn kiều huyền thạc khi thấy anh không động đậy gì vẫn gác tay che mắt sau đó gan của cô cũng lớn hơn từ từ cầm lấy khăn lau chùi sạch sẽ bốn ngón tay thon dài đang dính máu của người nào đó có một vài chỗ máu đã khô lại rồi cô mới dịu dàng nói nhỏ anh ba anh đợi em một chút em đi lấy thuốc khử trùng Nói xong, Bạch Nhược Hy liền vội vàng đứng dậy, xoay người rời khỏi. Sau vài phút, cô quay trở lại. Lúc bước vào, do quá gấp nên quên cả đóng cửa. Cô lại quỳ xuống sàn, cầm lấy thuốc khử trùng tay sạch vết thương cho anh. Máu trên tay anh đều đã được tay rửa sạch sẽ. Vết thương trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên tay, động tác dịu dàng vô cùng tỉ mỉ. Cô không dám tưởng tượng, rốt cuộc đau đến mức nào. Sao anh lại có thể chịu đựng được xương động vào tường cơ chưa thoa thuốc rồi cô mới băng tay lại cho anh lúc này bạch nhược hy mới thở ra một hơi ngồi xuống giường rồi dọn dẹp khăn và thuốc trên sàn sau đó thì thảo nói nhỏ xin lỗi anh ba hồi nãy em có tát anh một cái em thật lòng xin lỗi anh anh có thể đừng tức giận như vậy được không mỗi lần anh tức giận đều có thể dọa chết em đó bạch nhược hy bỏ chai thuốc mỡ vào trong túi cái này là kiều huyền thạc cho cô nên vô cùng quý giá dọn dẹp sạch sẽ thuốc và khăn dơ rồi bạch nhược hy mới ngồi xuống mép giường cúi đầu yếu ớt thì thầm anh ba chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi em nghĩ giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó rồi em không biết tại sao anh lại hận em anh có thể nói cho em biết được không nếu như em làm sai cái gì rồi thì em sẽ bù đắp lại em xin lỗi nói xong bạch nhược hy xoay mặt lại quan sát kiều huyền thạc đợi một hồi lâu anh vẫn không động đậy giống như đã ngủ nếu như không phải vừa rồi lúc thoa thuốc ngón tay của anh có cử động một chút thì cô còn tưởng là anh đã hôn mê rồi nghĩ qua nghĩ lại cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng cái hiểu lầm này với anh dù sao hai người cũng đã là vợ chồng rồi chuyện hiểu lầm liên quan tới đạo đức là điều kiêng kỵ nhất trong hôn nhân anh ba giữa em với anh hai bạch nhớ khi vừa nói được một nửa liền dừng lại bởi vì cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân Cô xoay người nhìn về phía cửa. Doãn nhụy nhíu mày tiến vào, không có gõ cửa, không nói chuyện mà chỉ có tiếng bước chân nặng nề. Ánh mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy trước tiên là cả kinh, rồi sau đó đứng bật dậy, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Doãn nhụy Cô liền cảm thấy bản thân giống như là kẻ cắp vậy. Sau khi tiếng bước chân dừng lại, Kiều Huyền Thạc mới nắm tay lại, tức giận hét một câu. Đi ra ngoài! giọng nói ra lệnh này dọa bạch nhược khi một trận sững sờ nhìn về phía kiều huyền thạc cô vào lâu như vậy rồi thoa thuốc bằng bó giải thích xin lỗi với anh mà anh lại hoàn toàn không để ý vậy mà doãn nhụy vừa mới bước vào anh đã muốn mau chóng đuổi cô đi sao doãn nhụy im lặng không phát ra tiếng hoàn toàn không sợ hãi gì mệnh lệnh của kiều huyền thạc cô ta chỉ im lặng nhìn bạch nhược khi ánh mắt cũng lạnh lùng như vậy bạch nhược khi nhìn kiều huyền thạc nằm trên giường không có động đậy lại nhìn doãn nhụy cô cảm thấy bản thân giống như là người ngoài nên ngại ngùng đi qua bên người doãn nhụy lúc đi ngang qua nhau doãn nhụy mới thấp giọng nói một câu lúc đi ra ngoài thì đóng cửa lại bạch nhược hy không trả lời lại mà bước nhanh rời khỏi kiều huyền thạc nắm chặt tay lại nghe thấy tiếng bước chân là của bạch nhược hy đột nhiên anh ngồi bật dậy ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa nhưng đã muộn rồi bạch nhược hy đã đóng cửa lại trong phút chốc sắc mặt của anh đen tới cực điểm doãn nhụy nhìn ánh mắt thất vọng của kiều huyền thạc khí lạnh đang lan tràn khắp cả phòng cô lạnh nhạt mở miệng rất rõ ràng bạch nhược khi tưởng người anh muốn đuổi đi là nó kiều huyền thạc từ từ hít sâu một hơi nâng tay được băng bó lên rồi nhíu mày nhìn quả nhiên liếc mắt nhìn một cái liền biết không phải là người học y chỉ là vết thương nhỏ mà còn có thể băng bó giống như là xác ướp vậy không thoáng khí cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của vết thương kiều huyền thạc từ từ gỡ băng tay ra lạnh nhạt hỏi tìm tôi có chuyện gì lúc em vừa bước vào hình như nghe thấy bạch nhược hy nói gì đó với anh xem ra em đã làm phiền hai người rồi sắc mặt của doãn nhụy lạnh nhạt giọng điệu cũng không hề có chút độ ấm nào kiều huyền thạc gỡ băng y tế trong tay ra anh đứng dậy đi đến bên cạnh bàn tìm kéo cắt một cái cắt đến phần nửa mới vừa buộc vừa nói đã biết làm viền thì tôi kêu ra ngoài Sao còn ở lại làm cái gì Em có chuyện muốn nói với anh Nói đi Kiều Huyền Thạc lạnh lùng phun ra một câu Trong lòng rất không thoải mái Em cảm thấy chuyện nhược khi bị bắt cóc Có ẩn tình gì đó Hình như nó đang nói dối chúng ta Kiều Huyền Thạc dững người ngừng tay lại Ánh mắt cũng trở nên xa cách Từ từ nhìn về phía Doãn Nhụy Cô vào đây là muốn nói chuyện này sao Chuyện này rất nghiêm trọng Cô ở đây làm khách không cần quan tâm tới quá nhiều chuyện như vậy. Nó lãng phí của anh biết bao nhiêu thời gian quân lực rồi. Doãn nhụy tức giận nắm chặt tay lại. Lại căm giận bất bình bổ sung thêm. Em không hiểu nổi anh nhìn chúng cái loại phụ nữ này ở điểm nào nữa. Thần thế nó không rõ ràng. Miệng còn đầy lời nói dối. Tính cách lại hướng nội. Gió chiều nào ngã chiều đấy. Cũng chỉ có một mình em tình nguyện để ý tới nó mà thôi. Nó còn có tiếng là sinh hoạt bừa bãi. Đủ rồi! Kiều Huyền Thạc tức giận hết một câu. Anh nắm chặt tay, xoay người nói với Doãn Nhụy một câu. Đừng có mà chỉ chỉ trò trò sau lưng bạn bè của cô. Đây không phải là hành vi của người cao quý có học thức nên có. Bạn bè sao? Doãn Nhụy cười khẩy một tiếng, rất châm chọc nói. Nó còn tính là bạn bè sao? Rõ ràng biết em sắp kết hôn với anh rồi mà còn nhúng tay vào. Kiều Huyền Thạc nheo cặp mắt nguy hiểm lại, từ từ tiến lại gần Doãn Nhụy. Giọng nói trầm thấp như ma quỷ, lạnh lùng mở miệng. Tôi đồng ý nhất định sẽ cưới cô lúc nào vậy. Doãn nhụy im lặng, nắm chặt tay. Cô ta cắn chặt môi nhìn Kiều Huyền Thạc, ánh mắt tràn đầy hận ý. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, giọng điệu cũng hòa hoãn lại. Bởi vì biết ơn cứu mạng của cô ta, nên anh mới nhẫn nhịn từ từ nói. Cô biết, trong lòng tôi chỉ có một người con gái. Cũng biết tôi cả đời này không lấy ai ngoài cô ấy. Tôi đã hứa với cô, trước 30 tuổi, còn không lấy vợ thì sẽ lấy cô trước khi tôi còn chưa tới 30 tuổi cô không nên kỳ vọng quá nhiều em biết doãn nhụy nì non miệng hơi run dày hít thở trong lòng rõ ràng khó chịu đến nỗi hít thở không thông em chỉ muốn biết bệnh việc khi có chỗ nào so được với em kiều huyền thạc im lặng doãn nhụy không cam tâm mắt rơm rớm nước mắt giọng điệu cũng nặng nề hơn vài phần rốt cuộc anh yêu đó ở điểm nào kiều huyền thạc cười khổ giọng điệu trở nên vô lực, thậm chí còn bi thương hơn cả Doãn Nhụy. Nếu như tôi biết tôi yêu cô ấy ở điểm nào, vậy thì cũng không gọi là yêu. Chuyện bi ai nhất là tôi căn bản không cảm thấy cô ấy có chút ưu điểm nào mà vẫn yêu hết thảy mọi thứ của cô ấy. Doãn Nhụy cắn môi, nước mắt rơi đầy mặt. Cô ta nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, hận không thể bấm đến chảy máu. Kiểu huyền thạc nâng tay lên, nhìn vết thương đã được băng bó, thì Thảo nói. Khở tôi nỗi, ngay cả băng bó cũng không biết. Tôi rất hưởng thụ quá trình cô ấy chăm sóc cho tôi. Cô lại tới càn đường. Kiều huyền thạc. Anh đúng là một thằng điên. Doãn nhụy cắn răng tức giận. Không có chỗ bộc phát. Giọng nói cũng lớn hơn vài phần gào thét. Anh sẽ hối hận. Kiều huyền thạc cười khổ. cúi đầu nhìn dài băng trên cánh tay. Nhẹ nhàng nói. Mười năm trước tôi đã hối hận rồi. Hối hận đã yêu Bạch Nhược Hy. Nhưng không có ích gì cả. Cho dù là người có ý chí kiên định thế nào thì cũng không thắng được khát vọng trong lòng. Doãn nhụy đưa tay lau nước mắt trên má. Cô ta ngẩng đầu nhìn trần nhà hít thở sâu, bình tĩnh lại vài giây mới nghiêm túc nhìn anh nói. Huyền thạc, để em đợi anh có được không? Đợi anh chán ghét bạch nhược hy, loại con gái như nó, giống như cuốn sách, không có màu sắc gì vậy. Bây giờ anh chỉ là có không được nó mà thôi. Một khi anh có được nó rồi thì sẽ phát hiện nó chỉ là một đứa rất vô vị, đơn giản, ngốc ngách, tầm thường, dễ hiểu. Còn rất dễ dàng, khiến cho người khác cảm thấy nhạt nhẽo nữa. Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, nhìn Doãn Nghị hỏi. Bình thường cô thích đọc sách gì? Doãn Nghị sững sờ, ngừng lại vài giây rồi nói. Mấy loại sách kinh điển em đều thích, còn có thơ, tản văn với một số tác phẩm nổi tiếng. Phạm vi đọc sách của em rất rộng. Kiều Huyền Thạc cười cười, lãnh đạm nói tôi không thích đọc sách nếu như muốn xem thì chỉ thích xem tiểu thuyết thôi doãn nhụy sững sờ thân thề cứng nhắc đứng im tại chỗ kiều huyền thạc lướt qua bên người cô lạnh nhạt bỏ lại một câu đừng có đợi nữa cho dù không có bạch nhược hy tôi cũng không thích loại người như cô nói xong anh rời khỏi phòng lúc kiều huyền thạc đẩy cửa phòng bạch nhược hy lần nữa cô đã ngủ say trên giường rồi sáng hôm nay mọi người đều đang ngủ bù người đàn ông mệt mỏi nhất lại đang đứng bên cạnh giường bạch nhược hy mà nhìn bộ dạng ngủ say của cô anh đúng lúc không dễ ngủ lúc cô chạy tới đã khiến anh tỉnh lại còn nói với anh một hồi lúc anh còn muốn tiếp tục nghe thì cô đã chạy về phòng ngủ rồi rốt cuộc muốn giải thích hiểu lầm gì với anh đây tại sao cô lại che giấu sự thật bị bắt cóc kiều huyền thạc chống tay lên chán mặt trời chiếu vào có chút đau đớn trong hàng động tối tăm không nhìn thấy năm ngón tay ngay cả một tia sáng cũng không nhìn thấy bạch nhược khi cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi khó chịu sắp ngạt thở trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc và máu nỗi sợ giống như ngàn con rắn độc đang gặm nhấm trái tim cô cô muốn hô cứu mạng thế nhưng không có cách nào gọi thành tiếng cho nên cô cứ thế mà liều mạng chạy mãi trong bóng tối cứu tôi với giọng nói của một người phụ nữ như ma quỳ truyền lại Cô đột nhiên ngừng lại, đứng chân chân tại chỗ mà thở hồn hền. Cứu tôi, cứu tôi với! Giọng nói của người phụ nữ bi thương mà lạnh lẽo, lúc ẩn lúc hiện, không biết từ nơi nào chuyển đến. Bà là ai? Bà ở đâu? Bạch Nhược Hy xoay một vòng, muốn nghe ra âm thanh xuất phát từ chỗ nào. Tôi sợ bóng tối lắm, cô cứu tôi với, có được không? Bạch Nhược Hy bắt đầu rốt ruột, trong bóng tối cô không thấy được cái gì, thế nhưng cô muốn biết giọng nói đến từ đâu cũng muốn biết bà ta là ai được tôi cứu bà bà đang ở đâu bà nói cho tôi biết bà đang ở đâu đi đột nhiên một âm thanh như ma quỷ xuất hiện giống như gió mà lờn vờn trong tay cô tôi đang ở phía sau cô bạch nhược khi bị dọa tới giật mình xoay người lại cô kêu lên một tiếng bạch nhược khi giống như là cương thi từ trên giường bật dậy cô mở mắt trước mặt là bóng tối vô biên trăng sáng lấp ló ngoài ban công ánh trăng chiếu rọi vào phòng khiến cô nhìn rõ toàn bộ tình hình ở bên trong cô mau chóng đưa tay ra mở đèn trong phút chốc căn phòng sáng bừng lên cô thở hồn hển cảm thấy cả người đầy mồ hôi tim cũng đang đập mạnh hoa xà chỉ là mơ cô mơ thấy ác mộng mơ thấy có tiếng người phụ nữ thế nhưng cô đang ở trong tối nên không thể nhìn thấy bất cứ cái gì cuối cùng còn bị dọa cho tình lại Bạch Nhược Hy cảm thấy cả người ngột ngạt khó chịu, luồng không khí trong phòng vô cùng âm u. Cô ném chăn qua một bên, cầm lấy điện thoại trên bàn xem đồng hồ, mới biết đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Một giấc này của cô lại ngủ đến suốt một ngày. Bạch Nhược Hy xuống giường, đi đến trước tủ đồ, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, sau đó đóng cửa tủ lại, đi vào phòng vệ sinh. Giờ giấc nghỉ ngơi lộn xộn khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi tắm dừa hết một tiếng đồng hồ giấy khô tóc thì cũng mới có ba giờ sáng cô cảm thấy hơi đói bụng mới mở cửa đi ra ngoài xuống lầu chuẩn bị tìm chút đồ để ăn nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào cô mới nhìn thấy rõ ràng cảnh vật từ từ đi xuống lầu bởi vì đã ba giờ sáng cô sợ đánh thức người khác cho nên đi lại rất nhẹ nhàng lúc đi xuống lầu đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rầm giống như là đồ vật rơi xuống sàn cô bị dọa một trận cả người đều cứng nhắc tiếng động rất nhẹ nhưng cô hiện tại đang thần hồn nát thần tính cho nên vô cùng mẫn cảm với các loại âm thanh xung quanh cô dừng lại hồi lâu xoắn suýt một hồi mới cảm thấy vẫn phải đi qua xem một chút lần tới chỗ phát ra âm thanh lúc đầu cô cẩn thận đi qua tiếng động giống như phát ra từ lầu một sau khi cô bước tới gần thần thể mới căng thẳng dán chặt lên bức tường bên cạnh cô hít sâu một hơi nhìn phải nhìn trái rồi mới thuận tay cầm lấy bình hoa trên tù làm vũ khí tiếng động dường như đã biến mất rồi bạch nhược khi đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa sau đó mới nghiêng người đi qua dán lỗ tai lại gần cửa trong tay cô nắm chặt cái bình bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ném ra bạch nhược khi nhíu chặt mày thấp thoáng nghe thấy một số âm thanh không bình thường của con gái là giọng của con gái bởi vì chỉ có tiếng rên gì cho nên không cách nào nghe ra được là ai cả người cô đều sững sờ từ từ thả lòng người cô không phải là một người nhiều chuyện nhưng mới ba giờ sáng trong phòng đề đồ còn phát ra thứ tiếng này nhiều phòng như vậy không dùng mà lén lén lút lút vùng trộm ở đây rõ ràng không phải là hành vi bình thường tuyệt đối không phải là vợ chồng trong lòng cô đánh thót một cái trong nhà chỉ có cha mẹ anh cả chị dâu còn có kiều huyền thạc và cô là vợ chồng mà thôi. Người đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu là Kiều Huyền Thạc và Doãn Vũ trong khoảnh khắc, tim cô âm ỉ đau. Cô lúng túng xoay người, đặt bình hoa xuống rồi đi vào nhà bếp. Cô không mở đèn mà trực tiếp mở tủ lạnh, lòng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng, cũng không quên mục đích của bản thân nên mở tủ lạnh nhìn thấy đồ ăn đẹp mắt, cô cũng không biết bản thân muốn cái gì. Nhìn tủ lạnh trong vô định hồi lâu, không khí trong đó khiến cô dùng mình cho nên tùy ý lấy một chai nước rồi vung tay đóng cửa lại. Cô vừa vặn chai nước, vừa đi ra phía ngoài, ngẩng đầu uống nước. Thế nhưng lại không thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong đầu. Vừa đi qua nhà bếp, cô liền đụng phải một bóng người cao lớn. Bởi vì không có mở đèn cho nên hai người thiếu chút nữa đã va vào nhau. Trong nhất thời tiếng bước chân của hai người dừng lại giống như bị điểm huyệt mà nhìn chằm chằm vào đối phương Mặc dù không có đèn, nhưng nhờ vào ánh trăng, cô cũng thấp thoáng nhìn rõ được đối phương là ai. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể cao lớn đang đứng trước mặt cô là Kiều Huyền Thạc. Trước kia cô cảm thấy anh rất cao quý, rất thần thánh, nhưng lúc này lại cảm thấy buồn nôn như vậy. Năm lần bảy lượt, muốn cô giữ tiết hạnh của người làm vợ, không thể phản bội cuộc hôn nhân này. Cô chỉ ôm anh hai một lát mà thôi, anh liền phát điên, còn bôi nhọ cô lên giường với người khác. Kết quả thì sao đây? Cái này xem như là trừng phạt sao? Bà giờ sáng lén lút yêu đương với người con gái khác trong phòng chứa đồ. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn không do ánh mắt của đối phương nên chỉ có thể nhìn thấy hình bóng đại khái. Như vậy mà im lặng đứng tại chỗ hai giây. Kiều huyền thạc đi lại gần trước bạch nhược khi lập tức lùi về sau một bước. Cô nắm chặt chai nước trong tay, giọng nói châm trọng lạnh nhạt. Phòng chứa đồ không lớn, dễ nguy hiểm lắm. Thật ra phòng anh cũng không tồi đâu em sẽ không làm phiền anh kiều huyền thạc nhíu mày im lặng nhìn cô nói xong bạch nhược khi lướt qua bên người anh khoảnh khắc cô đi ngang qua kiều huyền thạc với tay ra nắm lấy cánh tay cô cô ngừng lại hai người đứng ngược hướng với nhau giọng nói của kiều huyền thạc từ tính mà trầm thấp có ý gì vậy buông tay giọng nói của bạch nhược khi lạnh lùng trước giờ chưa từng có kiều huyền thạc buông lòng tay không nhìn cô một chút nào Lòng anh cũng có chút tức giận nên bỏ đi trước cô. Lúc bước ra khỏi nhà bếp, thái độ cũng lạnh nhạt y như cô vậy. Trong lòng của Bạch Nhược Hy lại chấn động. Rõ ràng là bản thân muốn anh buông tay. Nhưng anh buông tay không làm phiền nữa thì cô lại thất vọng, tổn thương. Anh hoàn toàn không để ý đến cô. Cô rất khó chịu. Loại cảm giác vừa hận vừa tức vừa yêu này dày vò con người ta đến phát điên. Chuyện khẩu thị tâm phi mâu thuẫn thế này khiến cô phiền não không thôi bạch nhược ghi chạy như bay về phía lầu 2. kiều huyền thạc bước vào nhà bếp lấy ra một chai nước lạnh vặn nắp chai ngửa đầu tu một hơi anh đã khát muốn điên rồi khát vọng từ trong cơ thể và dục vọng cùng lúc dày vỏ anh nửa đêm bởi vì khô nóng trong người mà phải tỉnh dậy người con gái anh nhớ thương trong lòng gần ngay trước mắt nhưng lại giống như cách cả thái bình dương anh uống xong chai nước ngọn lửa dưới bụng dưới mới được ép xuống Thế nhưng ngọn lửa trong lòng lại vẫn không có cách nào để dập tắt. Anh rời khỏi nhà bếp đi lên lầu, vừa bước một chân lên bậc thềm, anh đột nhiên nghĩ tới lời nói của Bạch Nhược Hi. Cô hình như có nhắc tới phòng chứa đồ, là có ý gì chứ? Dừng lại hồi lâu, anh lập tức thu lại bước chân, xoay người đi về phía phòng chứa đồ. Lúc tiến lại gần phòng chứa đồ, khi chuẩn bị vặn khóa cửa, khoảnh khắc tay anh chạm vào nắm cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng rên gì. Mau lên! mau lên thân thể của kiều huyền thạc trong phút chốc cứng đơ sắc mặt cũng thay đổi giây sau anh mau chóng xoay người chạy lên lầu bước chân của anh nhẹ nhàng nhanh như tên bắn trong phút chốc vượt qua trăm mét đến trước cửa phòng bạch nhược khi anh trực tiếp đẩy cửa bước vào bạch nhược khi không khóa cửa cô vừa chuẩn bị trèo lên trên giường đắp chăn liền bị một bóng người bất thình lình xông vào dọa một trận cô kêu lên một tiếng giọng nói còn nghẹn lại trong cổ họng thì đã bị một bàn tay lớn bịt miệng trở nên nín lặng. Cô chừng to mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông giống như ma quỷ kia, tốc độ nhanh nhưng không gì sánh được. Lúc cô nhìn rõ hình dáng của đối phương lại sững sờ một trận. Kiều huyền thạc thở hồn hền, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất, bước chân nhẹ nhàng nhất rồi. Anh rất sợ đôi nam nữ bên dưới làm việc quá nhanh rồi rời đi. Thế thì cho dù anh nhảy xuống Thái Bình Dương cũng dừa không hết nỗi oan khuất này. Đừng lên tiếng. Kiều huyền thạc ra lệnh nói xong anh ôm ngang lấy bạch nhược khi xoay người chạy ra cửa anh làm cái gì vậy bỏ em xuống cầm miệng kiều huyền thạc nghiêm khắc ra lệnh đè thấp giọng xuống nghiêm túc cảnh cáo cô tốt nhất đừng có lên tiếng đừng có khiến cho mọi người thức giấc bạch nhược khi bị giọng nói nghiêm khắc sắc bén của anh làm cho sững sờ cho nên hai tay cô ôm lấy eo để cho anh ôm ra cửa bước chân của anh rất nhanh ưu điểm của người chân dài hóa ra là có thể đi một bước xuống tận ba bậc thang Bạch Nhược Khi rất sợ bản thân sẽ bị rơi chết. Kết quả, Kiều Huyền Thạc lại ôm cô tới cửa phòng chứa đồ. Anh... muốn làm cái gì? Cô còn chưa nói dứt lời. Kiều Huyền Thạc đã ghé rát tay cô, nói cô im lặng. Hơi thở nóng rực của anh thổi vào tay khiến da cô ngứa ngáy. Cả người đều mềm nhũn. Kiều Huyền Thạc thả cô xuống. Trước cửa phòng chứa đồ rồi ép đầu vào cửa. Môi gần như dán vào tay cô. Hơi thở ấm nóng khiến cô ngứa ngáy muốn trốn đi. Thế nhưng anh lại giữ cô lại, nhỏ giọng thì thào. Cô nghiêm túc nghe xem, đừng có đổ mấy cái tội không có căn cứ lên đầu của tôi. Bạch Nhược Hy nhíu mày, từ từ áp mặt vào cửa. Tiếng động trong phòng chứa đồ quá lớn rồi, không cần phải áp tay vào cửa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thấp thoáng nghe thấy những âm thanh rên rỉ lên đỉnh của con gái. Ở bên cạnh Kiều Huyền Thạc, nghe loại âm thanh khiến mặt đỏ tim đập này. Bạch Nhược Hy xấu hổ không có chỗ nào chui xuống hoa ra trong phòng không phải là anh cô trộm vui mừng nhưng lại càng thêm xấu hổ sau đó nắm chặt tay ngượng ngùng cúi đầu không dám nghe thêm nữa âm thanh bên trong càng ngày càng phóng túng mặc dù không có ồn tới người khác nhưng đứng tại cửa cũng láng thoáng nghe thấy kiều huyền thạc nuốt một ngụm nước bọt khô khốc anh nhìn thân thể mảnh mai tuyệt đẹp của bạch nhược hy ánh mắt cũng trở nên nóng rực nước lạnh anh mới uống ban nãy cũng không có hiệu quả anh vốn bị ngọn lửa khô nóng từ trong mơ đánh thức đột nhiên lại gặp phải loại chuyện ngại ngùng này tiếng hít thở của hai người cũng trở nên nặng nề không khí như sôi lên ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực bạch nhược hy cúi đầu từ từ rời khỏi kiều huyền thạc nắm lấy cánh tay của cô lúc này âm thanh trong phòng chứa đồ liền im mặt kiều huyền thạc ló đầu qua bạch nhược hy lại căng thẳng muốn trốn đi bóng tối giúp cô che đi gương mặt đỏ hồng của mình nhưng vẫn có thể cảm giác được sự căng thẳng và xấu hổ của cô. Không biết người bên trong là ai đây. Kiều Huyền Thạc thì thầm bên tai cô. Bạch Nhược khi nuốt một ngụm nước bọt, cô hoàn toàn không tò mò, ai lén lút cũng không có liên quan gì tới cô, cô giúp không được cũng không muốn quan tâm làm gì. Nhưng Kiều Huyền Thạc thì lại khác, người nhà họ Kiều đều là người thân của anh, anh không muốn nhìn thấy bất cứ người thân nào của mình bị phản bội. Anh biết mùi vị đau khổ này không dễ chịu chút nào. Lúc Bạch Nhược Hy còn đang xoắn suýt, liền nghe thấy tiếng vặn cửa trong phòng. Kiều Huyền Thạc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền mau chóng ôm lấy Bạch Nhược Hy, xoay người 360 độ, núp vào trong cái giá để đồ ở bên cạnh phòng chứa đồ. Là một nơi rất tốt để trốn. Bạch Nhược Hy thở hồn hển cô bị Kiều Huyền Thạc ôm vào trong lòng, căng thẳng dán chặt lên tường. Anh sợ, bị người khác nhìn thấy lưng, cho nên luôn ép sát vào người cô. không khí càng lúc càng nóng, bạch nhược khi cũng sắp thở không nổi, lưng dính chặt lên tường. bởi vì sắp đi ngủ, nên cô cũng không có mặc đồ lót. lúc này ngực bị lồng ngực rắn chắc của anh ép tới sắp không thở được. cô hít thở sâu, lại hít sâu thêm lần nữa. khoang mũi đều là mùi hương trên người của anh, khiến buồng tim của cô càng nghĩ càng hỗn loạn, tim đập nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng lên từ mang tay lan dài tới cổ. Cô không nhịn được mà mở miệng thở hồn hển. Tiếng hít thở của anh cũng trở nên nặng nề khô nóng, cảm thấy tim anh đập vô cùng nhanh. Anh ba, Bạch Nhược Hy muốn bảo anh tránh ra xa một chút, cô sắp chịu không nổi rồi, cô sợ hít thở không được mà bại lộ. Đừng có nói chuyện. Kiều Huyền Thạc cong hai tay lại, chống tay lên tường, cầm đụng vào chán của Bạch Nhược Hy. Thân thể cô quá mềm mại, mùi hương lại mê người như vậy, kiều huyền thạc đã mất đi lý trí căng thẳng nhắm chặt mắt khống chế chính mình thật đáng chết vị trí mà anh chọn không đúng rồi ở đây không thích hợp để trốn tiếng bước chân lướt qua bên cạnh sau đó chuyển đến giọng nói yếu ớt của người phụ nữ anh về trước đi cẩn thận một chút ừ người đàn ông trả lời một tiếng nhưng không nghe ra tiếng của ai người con gái yêu kiều tán thường sau này uống ít thuốc tráng dương lại cái này không tốt cho thân thể anh đã rất khỏe rồi không cần để thỏa mãn em mà lại làm hại cơ thể. Bạch Nhược Hy nhất thời há hốc miệng, giọng nói của người phụ nữ này không ngờ lại là chị dâu của cô, Doãn Âm. Cô không dám tin là sự thật. Anh cả là một người đàn ông dịu dàng biết chăm sóc người khác như vậy, lại là người có văn hóa lễ nghĩa, hơn nữa còn chiều chuộng chị dâu lên tận trời. Vậy mà chị ta lại phản bội anh cả, lén lút với người đàn ông khác ở nhà sao? Tiếng bước chân càng lúc càng xa, nghe thấy tiếng đóng cửa, còn có tiếng bước chân đi lên lầu. Bạch Nhược khi căng thẳng, nắm chặt tay, cắn cắn môi, nén cơn giận đang từ từ bung lên. Cô hận không thể xông lên lầu ngay bây giờ, nói cho Kiều Huyền Bân biết vợ của anh ở nhà lén lút với người đàn ông khác bên ngoài. Người đàn bà này rốt cuộc đói khát đến mức nào cơ chứ? Còn cần đàn ông uống thuốc thỏa mãn mình nữa, không biết còn đỡ phải lo âu suy nghĩ lúc này biết rồi trong lòng bạch nhược khi giống như là bị ngàn con kiến cắn ý nghĩ xúc động giống như ma quỷ khống chế cô cô muốn nói cho anh cả cô phải nói cho anh ấy nghe phải nói cho anh cả chị dâu vượt quá giới hạn rồi thế nhưng con của bọn họ thì sao đây bé dương dương mới có năm tuổi còn đang ở nhà bà ngoại nếu như cô nói ra khiến bọn họ ly hôn thì người tổn thương là đứa nhỏ vậy cô có tính là tội nhân hay không. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Ngọn sóng tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.